Chàng rể kỳ quái, Giang Hải. Chapter 41 Hạnh phúc khi bị tống tiền. Lan ra, vẫn sáng đèn. Lan Thương tập trung mọi người đứng bên ngoài, sắc mặt ba cha con chỉ có sự u ám. Lan Gia Thác nâng hai tay đang bị bó bột, im lặng không nói gì. Lan Kiều mặt không chút biểu cảm nhìn Lan Thương. Lan Thương gọi điện thoại có vẻ như đang nịnh hót ai đó, luôn miệng gọi chú. Đầu dây bên kia là một người trưởng lão Lan Gia phương Bắc. Lan Thương khó khăn lắm mới khiến cho đối phương nhận điện thoại của mình, nghe anh ta trình bày về sự nguy hại của Giang Hải. Nhưng đối phương hình như hoàn toàn không để tâm, thái độ lạnh nhạt. Lan Thương cuối cùng ném điện thoại vỡ tan tành, bàn tay lập tức nắm chặt lại, năm đó Lan Gia ở thành phố Giang Tư vì họ mà hủy diệt Giang Gia, bây giờ. Cha, hay để con, ánh mắt Lan Kiều chứa kiên định. Không được, Lan Thương quát. Vì Lan Gia mà để đứa con gái duy nhất nhảy vào biển lửa ông ta không làm được. Lan Gia Thác đứng dậy, con về phòng đây. Lan Gia Thác với hai cánh tay bị bó bột, bước chân không vững. Lần này, có đánh chết anh ta cũng không bước ra khỏi nhà nửa bước. Lan Gia Thác vừa bước lên lầu được mấy bước, đã hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Lan Thương lập tức đứng dậy, tim thắt lại. Quả nhiên, Lan Gia Thác nằm gục trên mặt đất, hai tay trước ngực vừa được bó bột xong còn chưa kịp liền, đã bị gãy lần thứ hai. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lan Gia Thác đau đớn nằm bất động, trên tường còn ghi lại dòng chữ viết tay màu đỏ rực, ngày mai, tại khách sạn Thiên Nha thành phố Giang Tư. Giang Hải muốn phá hủy ý chí người Lan Gia từng chút một, dẫm đạp lên tôn nghiêm của họ, cũng muốn khiến tất cả người Lan Gia sụp đổ từng chút một. Sự trả thù tốt nhất không phải là tàn sát, mà là vạch trần họ. Điều mà Giang Hải là Lan Gia Thác vì muốn giữ lại cái mạng rẻ rách của mình mà cầu xin không bằng còn cún. Giang Hải muốn Lan Gia Thác phải chủ động từ bỏ mọi thứ, khiến hắn ta phải từ bỏ kiêu ngạo, tự tôn mà tự nhận bản thân đê tiện hèn mạt. Giang Hải muốn Lan Thương cùng đường không cách nào xoay chuyển chỉ nằm chờ chết. Lăn lộn giang hồ nửa đời người, Lan Thương đương nhiên hiểu được ý đồ của Giang Hải rồi. Nhưng ông ta không còn cách nào khác, với Giang Hải, Lan Gia chẳng là cái đinh gì. Hoắc Ngụy chết trên do Giang Hải, nên chỉ có thể nghi ngờ Giang Hải là võ giả, cái chết của ông Lương cũng khiến cho Lan Thương ý thức được rằng Giang Hải không chỉ là võ giả mà còn hơn thế. Còn cụ thể là mạnh đến mức nào thì Lan Thương không thể nắm chắc được. Giang Hải, Lan Thương tức giận. Cảm giác hận một người nhưng lại không thể làm gì quả thật rất đáng sợ. Giang Hải, anh ta thật sự quá đáng sợ. Tại một căn phòng khác, Thiết La và Đại Bàng lắc nhẹ ly rượu, bên cạnh mỗi người là một cô gái. Thiết La vỗ vai Đại Bàng, an hem tốt, thành phố Giang Tư sau này là thiên hạ của chúng ta rồi, về sau cứ theo Hồng Nhị Lão là đủ. Đại Bàng nói, Thiết La, việc này anh xử lý quá mức rồi, tôi với sát. Hồng đều bị anh đùa giỡn. Thiết La cười nhạt, Đại Bàng, cậu đừng có mà không biết điều, nếu không phải quan hệ của chúng ta tốt, tôi mới chẳng thèm mang cậu theo cùng. Còn về sát Hồng, ha ha, muốn dựa vào Hồng Nhị Lão thì cũng phải có lễ vật gì đó đúng không? Chẳng lẽ cậu muốn tôi lột sạch rồi đưa cậu qua đó? Chết tiệt, Đại Bàng lạnh lùng, sát Hồng thì cũng thế cả thôi, đều là người trong giới, làm vậy quá mức rồi. Tôi quá mức gì chứ? Thiết La bực tức, có thể đi theo Hồng Nhị Lão cũng là phúc của cô ta. Cậu có biết Hồng Nhị Lão cũng có số ở thành phố Giang Thanh đấy? Đại Bàng không nói nữa, Thiết La quá nham hiểm, không cẩn thận sẽ mang họa. Uống vui vẻ, Thiết La úp mở nói, cậu thật sự cho rằng Hồng Nhị Lão lần này đến thành phố Giang Tư chỉ là vì trả thù cho Hồng Tam Lão sao? Thế vì cái gì? Thiết La nói, Hồng Tam Lão chỉ là tìm cớ, mấy lão đại bên thành phố Giang Thanh đều muốn nuốt gọn thành phố Giang Tư. Cậu nghĩ xem, người bọn họ tới thì sao? Chỉ cần một tên cũng đủ để chúng ta chết, không tìm người đầu quân thì sợ không kịp. Đại Bàng gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Thiết La lại cười đều, người anh em Đại Bàng à, cậu có hứng thú với sát Hồng không? Anh có ý gì? Chẳng có ý gì cả. Thiết La tiến lại gần, phụ nữ đối với Hồng Nhị Lão ấy mà, lâu nhất chỉ hơn 10 ngày là cùng, đợi ông ta chơi chán rồi, chắc chắn có thể để lại cho anh em. Thật vậy sao? Chắc chắn, về mặt này Hồng Nhị Lão rất biết điều. Nói như vậy, Đại Bàng có chút động lòng theo đó mà nở nụ cười đều cắng, vậy thì được. Cùng nhau, ha ha. Cuộc nói chuyện đang vui vẻ, cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Thiết La cau mày, đã nói không cho ai vào làm phiền, vào đây làm gì? Giang Hải trêu đùa, hai vị chẳng hay muốn đùa cái gì?
Hừ, Thiết La và Đại Bàng cùng nhìn về phía Giang Hải. Giang Hải cười, bước vào phòng, đi theo đằng sau là một tên đàn em mặc áo đen. Mẹ kiếp, mày là thằng nào? Thiết La tức giận hỏi. Làm khó hai vị đại ca đây, đàn em vứt đó, báo hại tôi tới đòi nợ. Giang Hải vỗ tay, hai tên canh cửa đã đuổi những cô gái trong phòng đi. Mày, là, Giang Hải. Thiết La lập tức đứng dậy, bị dọa sững người, đang say cũng thanh tỉnh lại. Một người hạ mấy chục người, lại có dáng vẻ vô hại. Mày là Giang Hải, Đại Bàng nắm chặt cốc rượu. Vẻ ngoài của Giang Hải nằm ngoài dự đoán của anh ta. Còn về việc Giang Hải phải trông như thế nào thì anh ta chưa từng nghĩ, ít nhất phải có chút sát khí mới đúng, nhưng giờ nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một bộ mặt cười rất hòa nhã thiện cảm. Anh ta không biết rằng, Giang Hải là người thừa kế của đế vương, không phải là tử thần. Thừa kế đế vương, nắm mọi đầu mối giao dịch buôn bán cấp cao nhất của Phương Đông. Các đầu mối buôn bán tất nhiên là dùng để kinh doanh, mà muốn kinh doanh tốt phải học cười rồi, theo như lời Giang Hải nói thì cười là để bòn tiền nhiều hơn. Tôi đây, hay tôi đưa anh xem thẻ căn cước nhé? Tên khốn, tự vác xác đến nộp mạng đấy hả, chọn giờ cũng đẹp đấy. Thiết La cười dữ tợn. Đây là địa bàn của hắn ta, bên Nguyếp không ít tay chân đứng ở đó. Giang Hải dù có đánh giỏi đến mấy đi chăng nữa, thì chỉ một mình anh sao đối đầu lại đám người đông như quân Nguyên kia. Mạnh đến mấy thì chỉ cần một viên đạn là gặp Diêm Vương ngay. Giang Hải phủi tay không muốn phí lời, thất hồn. Ở đằng sau vứt ra hai quyển sổ, trong đó có ghi lại những tội trạng của họ. Xem cho rõ, gặp Diêm Vương khia cho hết. Đừng tưởng dọa được tao, Thiết La nhìn ra ngoài. Trong lòng nghĩ, tại sao trong này động tĩnh lớn như vậy? Bên ngoài lại không có phản ứng gì. Bọn kia làm gì rồi? Đại Bàng đứng một bên tóc gáy dựng ngược, toàn thân đổ mồ hôi, suýt chút nữa bị dọa đái cả ra quần. Đại Bàng nhìn quần áo của thất hồn, tựa đôi cánh màu đỏ thẫm của thiên thần. Thiên thần sa đọa, thực sự là thiên thần sa đọa. Bịch bịch. Đại Bàng trực tiếp quỳ xuống, mặt tái mét, đại ca, em sai rồi, tha mạng cho em đường sống, anh muốn gì cũng được. Giang Hải cười nói, cậu có bao nhiêu tiền? Thiết La ở bên cạnh ngơ người, tình huống quái quỷ gì thế này? Vừa mới gặp mặt đã yếu thế như vậy. Không đúng, Đại Bàng trước đây không dễ bị sợ hãi như vậy, tính khí anh ta rất lớn. Sao lại có biểu hiện kia? Đại Bàng, anh không sao đấy chứ? Đại Bàng đến thân mình còn lo không nổi, để ý làm sao được đến Thiết La chứ? Hắn nói năng loạn xạ, tôi có mấy chục tỷ, đều đưa ra hết, có thể mua được cái mạng này không? Hình như không đủ, tội nghiệp của anh quá nặng. Giang Hải lắc đầu. Thiết La xoay mình chạy ra ngoài. Chỉ cần ra ngoài hét lên một tiếng, Giang Hải không muốn chết cũng phải chết. Nhưng thất hồn không cho hắn ta cơ hội đó, thanh kiếm sáng sắc bén Thiết La mới tiến lên được hai bước đã ngã gục. Kiếm của thất hồn trước giờ vung ra chỉ nhìn thấy ánh sáng không bao giờ thấy thân ảnh. Ánh kiếm lóe lên, sinh mạng bị hủy diệt, Thiết La đến tận lúc chết cũng không biết bản thân chết như thế nào. Đại Bàng quỳ dạp xuống đất, mắt cũng không chấp lấy một cái, ngẩn ngơ không kịp nhìn rõ thất hồn đã ra tay như nào. Phản kháng cũng chỉ phí công vô ích. Vội chớp chớp mắt, tất cả tiền của tôi đều đưa anh, có thể mua được mạng của người nhà tôi không? Giang Hải đứng dậy bước ra cửa, không làm hại vợ con cậu, có thể. Đến tận buổi sáng ngày thứ hai, tin tức về cái chết của Thiết La và Đại Bàng mới được truyền ra ngoài. Lại là thiên thần sa đọa, cả thành phố Giang Tư yên bình trở lại, vốn dĩ những người tranh đấu vì sản nghiệp Hồng Tam Lão để lại cũng lặn mất tăm không tung tích. Có trời mới biết được mục đích của thiên thần sa đọa là gì. Hồng Nhị Lão mặt hầm hầm sát khí, ném cốc trà xuống đất vỡ vụn. Người thăm dò Giang Hải cuối cùng cũng trở về, là bỏ về. Hàn Kiên không giết, nhưng chỉ để lại một cánh tay. Điều khiến Hồng Nhị Lão sợ hãi nhất đó là tên đàn em này căn bản vẫn chưa được nhìn thấy Giang Hải. Không biết từ đâu lòi ra một tên đầu bò lao vào đánh một trận thừa sống thiếu chết mà đến ngay cả lý do cũng không thèm để lại. Lam Sâm. Nên làm gì bây giờ? Lam Sâm bình thản, nhấm nháp chén trà thơm nhìn xung quanh đáp, tôi luôn cảm thấy thành phố Giang Tư có gì đó rất lạ. Tôi sẽ diệt tên họ Giang kia. Hồng Nhị Lão sốt ruột, mới đến thành phố Giang Tư, vừa mới thu nạp được Thiết La và Đại Bàng, kết quả hai người này đều không sống nổi đến ngày thứ hai. Quan trọng nhất đó là cái chết của hai người này với Hồng Tam Lão đều là do thiên thần sa đọa gây ra. Giang Hải rốt cuộc có phải là thiên thần sa đọa hay không? Hồng Nhị Lão không biết. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Giang Hải nhất định phải chết.
Lam Sâm hỏi, tôi vẫn thắc mắc Tần Hiền với Giang Hải, ai là người chủ chốt? Ý của anh là, Tần Hiên. Hồng Nhị Lão híp mắt. Theo như tài liệu, Giang Hải đột nhiên xuất hiện, lại là con rể của Cố gia. Một tên cao thủ, làm sao lại ở rể Cố gia? Quả thực rất đáng nghi ngờ. Lẽ nào là do Tần Hiên bày mưu? Vậy thì mục đích của anh ta là gì? Có lẽ nên tra từ tập đoàn Uyển Như. Sắc mặt Lam Sâm vẫn điềm tĩnh như cũ, vừa mới nhận được tin tức, Tần Hạo đã bán trung tâm thương mại cho tập đoàn Uyển Như, nhưng bản thân anh ta lại quản lý một số sản nghiệp của tập đoàn Uyển Như. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao? Còn nữa, cùng một thời gian, Tần Hiên ra giá cực thấp bán đi tất cả sản nghiệp ngầm có trong tay. Muốn tẩy trắng, đây là lý do duy nhất Hồng Nhị Lão có thể nghĩ ra trong đầu. Bất giác theo đó mà nở nụ cười nhạt, nếu chân đã nhúng bùn, muốn gột sạch đâu có dễ như vậy. Nếu đã vậy, để tôi thăm dò thử tập đoàn Uyển Như. Hồng Nhị Lão lập tức phái người đi làm. Buổi trưa, Giang Hải đưa Cố Uyển Như ra ngoài ăn. Trở lại văn phòng, điện thoại trên bàn làm việc của Cố Uyển Như reo lên. Nhấc điện thoại lên nghe, sắc mặt của Cố Uyển Như bỗng trở nên rất khó coi. Giang Hải. Cố Uyển Như kể lại nội dung cuộc nói chuyện cho Giang Hải. Giang Hải phẩy tay coi như không có chuyện gì, em cứ giải quyết việc của mình đi nhé, chuyện kia em đừng lo. Chưa được bao lâu, Tần Hiên đã gọi điện đến. Anh Giang, Hồng Nhị Lão bảo tôi lấy từ tập đoàn Uyển Như cho gã ta 50 tỷ. Nói đến đây, bản thân Tần Hiên cũng buồn cười. Trong đầu Hồng Tam Lão đang dự tính cái gì? Mở miệng ra là đòi 50 tỷ. Cướp ngân hàng sao? Làm người đau tim à? Giang Hải đáp, cảm thấy nực cười. Hạnh phúc khi có người tống tiền. Ở đầu dây bên kia, Tần Hiên khóe miệng giãn ra cười ha ha, đại ca, tôi đã đồng ý rồi. Chapter 42 trà đạp tùy ý. Giang Hải mắng một câu ngu ngốc rồi cúp điện thoại. Tần Hiên gãi đầu khó hiểu, Giang Hải có thể dùng mà Tần Hiên không dùng được cách này. Có cái gì không hiểu thì Tần Hiên thường hay hỏi ý kiến anh trai mình. Tần Hạo nghe xong, cũng mắng một câu ngớ ngẩn. Em hỏi anh đâu phải để anh mắng. Sắc mặt Tần Hiên khó coi, không hiểu bản thân sao lại bị mắng ngu ngốc. Tần Hạo nói, Hồng Lão Nhị có 50 tỷ sao? Chẳng lẽ hắn không có chú làm cho hắn có? Tần Hiên như được thôn suốt. Đúng rồi, sao anh ta không nghĩ ra chứ nhỉ? Anh trai đúng là anh trai, ăn vạ cũng phải chọn chiếc xe sang mà ăn vạ chứ, Hồng Nhị Lão làm sao có tiền mà ăn vạ? Nghĩ kỹ rồi, Tần Hiên cũng quên luôn việc này, 50 tỷ đã là cái gì? Thích cứ đi tìm Giang Hải, xem có bị đánh ngu người không? Hiện tại tập đoàn Uyển Như rất bận rộn, phòng nhân sự thông báo tuyển người không ngừng. Người vừa mới vào công ty thế nào cũng khó nói, tốt xấu gì đó cũng không lường được, nhiều chuyện không đáng cũng xảy ra. Ngược lại Lô Nhân Hào khi nhận chức vị đã thể hiện năng lực của mình. Phát hiện vấn đề quản lý công ty, sau khi bàn bạc với Cố Uyển Như, lập tức lên kế hoạch nhanh. Bán bớt sản nghiệp, chỉ cần giữ lại những cái nào có chất lượng tốt nhất. Điều chỉnh lại vài thứ, nhiều khoản cần cân nhắc, phải xác định rõ hướng phát triển của tập đoàn Uyển Như. Cố Uyển Như nhìn bản đồ thành phố, Cố Uyển Như hơi lo lắng, chỉ nghĩ đến mua được món hời chứ quên nghĩ đến chuyện lâu dài. Giang Hải đứng ở bên cạnh hỏi, chỗ mảnh đất có vấn đề sao? Sắc mặt Cố Uyển Như khó coi, ngẩng đầu phức tạp, khu đó là xây dựng một dự án cao ốc. Nếu làm tiếp thì tiền đổ vào rất cao, nếu không làm thì lỗ mất, không thể bán cho ai cả. Giang Hải nắm tay Cố Uyển Như, kéo gần khoảng cách nói, không thể làm chuyện khác sao? Cần bán. Có thể làm gì, Cố Uyển Như biết nếu quay đầu lại sẽ chạm mặt Giang Hải, càng đứng im. Công trình công ích thì như thế nào? Giang Hải đưa ra ý kiến. Cố Uyển Như kinh ngạc, được sao? Cố Uyển Như rất bất ngờ, không ngờ rằng Giang Hải lại có được suy nghĩ kia. Cô thầm nghĩ tại sao Giang Hải lại tốt như thế? Cố Uyển Như nói, công trình công ích cần bỏ vốn dài hạn. Anh chắc muốn. Anh từ nhỏ là cô nhi rồi. Cố Uyển Như gật đầu, sau này nên có khoản chi riêng cho công trình này. Giang Hải cười, kéo gần hơn khoảng cách với Cố Uyển Như, tập đoàn Uyển Như là của em muốn làm gì cứ tùy ý. Còn anh, chỉ ăn cơm mềm của vợ thôi. Ở rể, Cố Uyển Như thở dài, đột nhiên nảy ra một ý, nếu thật ở rể vậy thì tốt biết bao. Dường như cô giật mình với suy nghĩ này, Cố Uyển Như cau mày, lẽ nào mình thật sự thích anh ấy? Cô đẩy Giang Hải ra. Nghiêm túc hỏi, tại sao anh lại đối xử với em tốt vậy? Có lẽ từ 5 năm trước, Giang Hải nói rất nghiêm túc. Rất nhiều lúc, Giang Hải từng nghĩ, có nên kể tất cả với Cố Uyển Như hay không?
Cố Huyền Như giơ tay cắt ngang, được rồi, chuyện gì mà về quá khứ không cần nghe. Lần này là Giang Hải thở dài. Ban đêm, Giang Hải tìm một cái cớ đi ra ngoài từ sớm. Giang Hải đi chưa được bao lâu, Cố Huyền Như đã có chút không yên. Nằm xuống giường, trong đầu đều là hình bóng của Giang Hải. Anh ấy rốt cuộc đi làm gì? Mặc quần áo đi xuống lầu, trong lòng rối loạn, thầm khuyên nhủ bản thân, Giang Hải nhất định là đi bàn chuyện quan trọng gì đó. Nhưng trong lòng luôn có một chút suy nghĩ không tốt, có lẽ, đây chính là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Ngồi một mình ở vườn hoa, lòng Cố Huyền Như thỉnh thoảng mở điện thoại di động ra nhìn thời gian. Nhận được một tin nhắn, Cố Huyền Như khẽ cười, đứng dậy đi ra khỏi khu nhà. Ở ngoài khu biệt thự, cô chậm rãi đi tản bộ, thỉnh thoảng nhìn về phía hai đầu đường, lần trước, Giang Hải mặc quần áo dính máu trở về. Lần này thì sao đây? Phía bên đường có một chiếc xe ánh đèn. Huyền Như, trễ thế này còn đi đâu chứ? Thật không biết bảo vệ bản thân gì cả. Sao anh lại ở đây? Trong phòng tổng thống của khách sạn Thiên Nha. Lan Kiều mặc bộ lễ phục lộng lẫy, cô ta ngồi ngay ngắn, trước mặt bày hai bình rượu vang đỏ, khuôn mặt ửng hồng đã ngà ngà say. Cửa mở ra, Giang Hải đi vào bên trong. Nhìn Lan Kiều suy nghĩ anh nói, Lan tiểu thư điều thiếu cây nến rồi. Sắc mặt Lan Kiều u ám, đứng dậy chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Tôi chuẩn bị xong rồi, anh nhanh lên một chút. Giang Hải nheo lại mắt, chăm chú đánh giá. Lan Kiều được coi là mỹ nữ số 1 của thành phố Giang Tư, nhan sắc không phải bàn cãi. Có thể làm cho cả thành phố Giang Tư phải rối loạn vì nhan sắc tuyệt đẹp ấy, cô ta đúng là có tiếng có miếng. Năm đó cô ta tùy ý phá bỏ tôn nghiêm của Giang Hải. Sau cái vỏ bọc hoàn mỹ đó là một tâm hồn dơ bẩn. Khoảng thời gian đó Giang Hải ăn không đủ no, áo không đủ mặc. Bị mọi người coi như một món đồ chơi, lấy việc nhục nhã đứa bé để thỏa mãn dục vọng của mình. Giang Hải đi đến trước mặt cô ta, lạnh giọng nói, quỳ xuống. Anh, nước mắt của Lan Kiều chảy ra, tiểu thư cao quý Lan gia sao chịu được sự nhục nhã này, Giang Hải, anh đừng quá đáng. Quá đáng, Giang Hải lắc đầu, vẫn không bì được với vị tiểu thư đây. Cô nhớ cái bánh bao dơ bẩn kia chứ? Cô có nhớ, những lần khinh nhục người khác ra sao chứ? Cần tôi nhắc lại ư? Đối với Lan gia, tàn nhẫn không quá đáng. Ai đủ tư cách buộc Giang Hải thiện lương, bởi vì không ai phải trải qua cực khổ mà Giang Hải từng phải trải qua. Bây giờ, Giang Hải vui vì không phải chết, vui vì gặp được Cố Huyền Như. Giang Hải quát, quỳ xuống. Lan Kiều chưa từng nghĩ tới, Giang Hải đã từng sống như con chó giờ lại đứng trước mặt mình như một đế vương quyền uy. Ít ra, Giang Hải có thực lực có thể làm tất cả người Lan gia chết không một tiếng động. Lan Kiều không dám phản kháng, Giang Hải dùng thực lực chứng minh, chỉ cần anh muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gãy tay của Lan gia thác, cũng có thể làm Lan thương sống không bằng chết. Chỉ cần Giang Hải muốn, Lan Kiều sẽ phải làm theo ý anh. Giang Hải từ thế giới ngầm lăn lộn, Giang Hải rất rõ ràng, dù là ở đâu, thiện lương chẳng qua chỉ thể hiện bản thân hèn yếu. Từ từ quỳ xuống, mặt Lan Kiều xám như cho tàn, nước mắt như mưa. Nếu là đổi thành một người khác nhìn thấy Lan Kiều nước mắt như mưa thế này, nhất định sẽ lập tức nhào tới thương tiếc. Nhưng Giang Hải lạnh nhạt, khuôn mặt không có cảm xúc gì nhìn cô ta. Nhảy đi, vừa nhảy vừa cởi. Lan Kiều cả người run rẩy, ánh mắt cương liệt nhìn Giang Hải. Tôi đã đồng ý dâng mình, anh còn muốn gì? Tôi muốn cô biến thành một con chó cái. Giang Hải hờ hững trả lời. Lan Kiều lau sạch nước mắt, đai lưng rơi xuống, lộ ra phần da trắng như tuyết. Tôi muốn vui vẻ, không thích nhìn cô khóc. Giang Hải quay người rời đi, tôi không giống cô, không thích ép người khác làm chuyện mà họ không muốn. Dù cho cô không muốn, cũng phải làm ra dáng vẻ rất hưởng thụ. Khi cô làm tôi hài lòng, tôi mới cân nhắc buông tha cho Lan gia. Ngày mai, vẫn ở đây đợi tôi. Lan gia có thể lựa chọn chạy trốn, cô cũng có thể thử. Có điều, cơ hội chỉ có một lần. Sự yếu mềm của Lan Kiều cũng không khiến Giang Hải mềm lòng, lúc ấy bọn họ có ai từng mềm lòng với Giang Hải chưa? Sự ác độc của phụ nữ thì chỉ có hơn thôi chứ không hề kém đàn ông. Lan Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng Giang Hải, khắc cốt ghi tâm, hận không thể nhào tới giết chết Giang Hải. Lan Kiều không cảm thấy hối hận những việc cô ta làm trước kia, trái lại cô ta còn nghĩ tại sao lúc trước không giết chết Giang Hải. Đột nhiên Giang Hải dừng bước, à, đúng rồi, trước khi tôi thỏa mãn, người Lan gia tốt nhất đóng cửa đừng ra ngoài. Trở lại biệt thự, trên giường trống rỗng, tìm một lượt, Cố Huyền Như chẳng biết đã đi đâu.
Giang Hải dựng thẳng tóc gáy, sau lưng lạnh lẽo. Dưới lầu, hai vợ chồng Cố Vân Lệ đang ngủ say sưa, trong mắt Giang Hải sát ý ngút trời. Nửa đêm ở thành phố Giang Tư, đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tần Hiên dốc toàn bộ lực lượng đi tìm, thất hồn di chuyển, tất cả mọi người Thiên Ưng môn phản ứng nhanh. Công trường phía tây thành phố, Kim Thâu cùng những người khác cũng di chuyển tràn vào trong thành phố. Trên đường, vẫn còn một vài người dân đang đi lại, những người này đều tham dự thi công ở tập đoàn Uyển Như. Giang Hải giống như bị điên tìm kiếm lấy từng ngóc ngách của thành phố Giang Tư. Đứng trước giao lộ, Giang Hải cực kỳ ảo não. Đây chính là cái giá do tự tin quá mức. Tưởng Cố Uyển Như dưới sự bảo vệ của bản thân tuyệt đối không vấn đề gì, nhưng vừa rời đi một chút, Cố Uyển Như đã không thấy đâu nữa. Camera an ninh của khu chung cư cho thấy Cố Uyển Như tự mình đi ra khỏi khu chung cư. Nhưng trên đường, tất cả camera an ninh đều đã bị phá hỏng cách đây không lâu. Giang Hải gọi một cuộc điện thoại, anh chỉ nói một câu, tôi muốn tìm thấy Cố Uyển Như trong vòng 10 phút, nếu như cô ấy có chuyện bất trắc, cả thành phố Giang Tư đều phải chôn theo. Không ai dám hoài nghi câu nói này. Nói được, là có thể làm được. Tại tòa nhà Lập Đông, Trương gia và Quan gia cùng góp vốn. Cố Uyển Như bị bịt kín hai mắt, miệng cũng bị dán lại. Cố Uyển Như sợ hãi ra sức giãy giụa, bên cạnh giường phát ra tiếng cười dâm đãng khiến cô nổi cả da gà. Trương Huy Vũ kéo băng dán ở miệng Cố Uyển Như ra, gỡ băng dán. Em cứ kêu to lên, anh thích. Em sẽ có cảm giác đê mê, sung sướng tới từng dây thần kinh. Uyển Như, anh sẽ rất dịu dàng, ha ha. Cố Uyển Như mở to miệng hô hấp, sợ hãi muốn né tránh, dây thừng trên người siết chặt, càng hiện ra vóc người đê mê. Nghe ra được giọng của Trương Huy Vũ, Cố Uyển Như la lên, Giang Hải sẽ không tha cho anh. Giang Hải, Trương Huy Vũ hừ lạnh, cũng chỉ là vũ phu, ngoài đánh đấm còn biết cái gì. Không một ai biết em ở đây hết, đồ ngu kia chắc còn tưởng em bị Lan gia mang đi rồi. Chapter 43 cùng thú vui đùa. Quan Huỳnh cũng nhìn Cố Uyển Như, giữ tợn nói, yên tâm đi, bọn anh sẽ làm cho em thoải mái đến chết đi sống lại. Gặp Diêm Vương, muốn trách thì trách Giang Hải đi. Dám đụng đến người phụ nữ của tao, tao sẽ chơi chết người yêu của mày. Trương Huy Vũ thèm khát Uyển Như đã lâu, cười dâm đãng nói, anh sẽ cho em thấy, là anh đây lợi hại hay là thằng điên Giang Hải. Quan Huỳnh hắng giọng, Trương Huy Vũ biến sắc. Lập tức cười lấy lòng, anh Quan, anh trước đi. Quan Huỳnh thở mạnh, áp sát vào Cố Uyển Như. Cố Uyển Như hét lên, anh đừng có lại gần đây, cút, cút đi. Nước mắt rơi xuống, Cố Uyển Như bất lực gào khóc Giang Hải. Giang Hải, anh đang ở đâu? Bộp. Quan Huỳnh không thương tiếc cho cô một bạt tai, giữ tợn nói, hắn đang chơi đùa với Lan Tiểu Thư rồi, còn cô ở đây với tôi. Nhắc tới Lan Kiều, Quan Huỳnh đau lòng không thôi. Để Quan Huỳnh được đính hôn với Lan Kiều, nhà họ Quan đã phải bỏ ra cái giá cực lớn, quan trọng hơn là Quan Huỳnh yêu Lan Kiều, là loại tình cảm sâu sắc. Ai có thể ngờ tới, mới vừa tuyên bố đính hôn lại nhảy ra một tên Giang Hải, phá hủy cuộc đấu giá, cũng phá hủy luôn cuộc hôn nhân của anh ta và Lan Kiều. Đã vậy, Lan gia đã đơn phương hủy bỏ hôn ước, Quan Huỳnh tìm Lan Kiều muốn một lời giải thích, không ngờ biết được nữ thần của mình, đệ nhất mỹ nhân của thành phố Giang Tư. Lại đi hiến thân cho Giang Hải. Vô cùng nhục nhã. Từ yêu sinh hận, Quan Huỳnh hận không thể giết chết hai người này. Lan Kiều nhẫn nhục thấp hèn, nhưng vẫn luôn giả vờ như ngọc nữ, tay cũng không cho anh ta cầm chứ đừng nói là làm mấy chuyện khác. Trong lòng anh luôn mắng chửi cô ta là đồ lẳng lơ, tiện nhân. Còn Trương Huy Vũ bị Giang Hải lừa ăn phân tìm đến ngỏ ý muốn hợp tác, hai người kết hợp với nhau diễn ra trò hay này. Bọn họ không biết, ngay lúc này, cả thành phố Giang Tư đều loạn cả lên. Ngoài người của Giang Hải, chủ tịch thành phố Hoành Độ Dương cũng đã dùng hết tất cả các mối quan hệ và thế lực của mình. Huy động toàn bộ lực lượng, treo thưởng lớn chỉ để tìm tung tích của một cô gái bình thường. Quan Huỳnh bắt đầu lột quần áo của Cố Uyển Như, trong lòng vẫn đang nghĩ nếu Giang Hải mà nhìn thấy cảnh này thì sẽ biểu cảm ra sao. Cố Uyển Như giãy giụa trong vô vọng, ra sức tránh né không cho Quan Huỳnh động vào. Nước mắt cô rơi ra. Gọi Giang Hải, bây giờ, chỉ có Giang Hải mới có thể cứu được cô. Nhưng, Giang Hải đang ở đâu? Khuôn mặt Giang Hải cũng dần bình tĩnh lại, trong ánh mắt tản ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Đế Vương, tra được rồi, cuộc điện thoại cuối cùng của Cố Tiểu Thư chính là của Cố Nhất gọi tới. Căn cứ thời gian suy tính, Cố Tiểu Thư ra ngoài sau khi nhận được cuộc gọi. Cố Nhất, con trai của Cố Thụy Long, đang học ở một trường cao cấp của thành phố Giang Tư.
một đứa bé miệng còn hơi sữa, sao lại có liên quan trong chuyện này? Chia ra hai đường, Thất Hồn đi tìm Cố Nhất, Giang Hải đi tìm Cố Thụy Long. Cố Thụy Long đã có được hợp đồng khu công nghiệp, tất nhiên sẽ được Cố Tùng coi trọng. Tiếp nhận hơn phân nửa cổ phần của tập đoàn Cố Thị, Cố Thụy Long giống như trẻ ra mười mấy tuổi. Ông ta đang ra sức chiến đấu trên giường, thì một tiếng, rầm, thật lớn vang lên, cửa phòng ầm ầm đổ xuống đất, Giang Hải dẫm lên bụi đất đi vào. Cô gái hét lên, Cố Thụy Long bị dọa cho mềm nhũn, sợ hãi nhìn Giang Hải. Giang Hải dẫm lên trên cửa phòng đã bị đổ xuống, sắc mặt lạnh lùng, uyển như đâu. Sao tôi biết chứ, Cố Thụy Long rất tức giận, nhanh chóng che lấy thân thể. Giang Hải, cậu tới nhà tôi làm gì? Trói lại. Vừa dứt lời, lập tức có hai người tiến lên trói Cố Thụy Long lại. Hai cô gái kêu lên sợ hãi, một bạt tai giáng xuống đánh ngất sang một bên. Giang Hải, hợp đồng là tôi dùng cổ phần của tập đoàn Cố Thị để đổi, làm sao anh có thể như vậy chứ? Cố Thụy Long đâu còn có một chút lịch sự nào, vừa hãi vừa sợ, liên tục gào thét. Giang Hải hỏi, Cố Nhất đâu? Cậu, Giang Hải, không ngờ cậu còn ra tay với con trai của tôi. Cậu có còn là con người không? Lúc trước cậu có thể lấy được Uyển Như, còn không phải. Giang Hải cho ông ta một bạt tai, đừng phí lời, trả lời câu hỏi của tôi, không thì toàn bộ người Cố gia phải chết cùng. Thời gian gấp gáp, Giang Hải không thể trì hoãn. Chậm một phút của Uyển Như sẽ nguy hiểm hơn một phút. Sự nhẫn nại của Giang Hải sớm đã mất hết rồi. Anh nắm chặt lấy tóc của Cố Thụy Long, khuôn mặt dữ tợn, dùng giọng điệu hoài nghi hỏi, tôi hỏi lại một lần nữa, Uyển Như đâu? Thằng con trai ngu ngốc của ông nữa. Tôi không biết, Cố Thụy Long run run, hung tợn về phía Giang Hải. Có thể nhìn ra được, Cố Thụy Long thật sự không biết. Treo lên, nếu như Uyển Như mất đi dù chỉ một sợi tóc, bọn mày có chết 1000 lần cũng không thể chuộc được lỗi lầm này. Giang Hải quay người rời đi. Giang Hải, nếu mày đụng đến con trai tao, tao sẽ liều mạng với mày. Mới vừa lên xe, Thất Hồn bên kia báo tin tới. Thất Hồn tìm thấy Cố Nhất, hỏi mấy câu Cố Nhất đã nhận hết tội. Cố Nhất vẫn luôn ở trong trường học, không hề đi đâu. Vào buổi trưa, Cố Hiển đã tìm gặp Cố Nhất, hứa cho thằng bé rất nhiều thứ, còn mang đứa bé ngốc này đi chơi cả buổi chiều. Theo như yêu cầu của Cố Huyền, Cố Nhất đã gửi cho Cố Huyền như một tin nhắn, muốn xin chút tiền tiêu vặt, nói mình đã ở bên ngoài khu chung cư rồi. Cố Huyền như lương thiện, cho dù Cố Thụy Long đối xử với cô thế nào, Cố Nhất vẫn có tính là lễ phép, quan hệ chị em cũng nhẹ nhàng. Cố Nhất mở lời, Cố Huyền như cũng không để ý chút tiền này, là một học sinh, chắc là xin tiền chơi game nhưng không dám nói với người nhà. Không ngờ, thằng bé lại lừa Cố Huyền như vào hố lửa. Toàn thành phố truy bắt Cố Hiển. Qua không biết bao lâu vẫn không tìm được tung tích của Cố Hiển, thậm chí cả Cố Hữu đang nằm trong bệnh viện cũng biến mất. Trương Huy Vũ và Quan Huỳnh thế nào cũng không thể ngờ được, chỉ vì truy tìm Cố Hiển như mà bầu trời thành phố Giang Tư cũng đã vấy lên màu máu. Đợi được tin tức của Cố Hiển như, trong mắt Giang Hải là lửa giận đang bùng lên. Mưa gió nổi lên. Đi trên nấc thang cuối cùng của cao ốc Lập Đông, Giang Hải như tu la địa ngục đến đòi mạng. Trương Huy Vũ ở bên giường lớn xem kịch vui, phía sau đột nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn. Giang Hải phá cửa đi vào, đánh Trương Huy Vũ đập đầu vào tường, kêu cũng không kêu được đã ngất đi rồi. Quan Huỳnh quay đầu lại, nhìn thấy con mắt như sắp nứt ra của Giang Hải thì rùng mình. Ánh mắt của Giang Hải khiến lòng người cảm thấy rét lạnh, hai con mắt đỏ ngầu tràn đầy sát ý. Mày đúng là tìm chết, giọng của Giang Hải rất nhẹ nhưng lại như đang tuyên án. Đạp mạnh vào ngực Quan Đông. Lồng ngực anh ta lõm xuống, người cũng bị đá bay ra ngoài. Kính vỡ vụn, tiếng Quan Huỳnh kêu thảm thiết, cơ thể bay ra xa. Cố Uyển Như đã không còn hét nữa. Giang Hải tiến lên, lòng đau như cắt ôm lấy Cố Uyển Như. Cút, cút đi, đừng đụng tôi. Cố Uyển Như nhắm mắt khóc giống lên, cô hét khản cả cổ họng. Giang Hải đi vào cửa cô cũng không phát hiện ra, Giang Hải nhất định sẽ giết các người. Anh đây, vợ ơi, em đừng sợ. Giang Hải kề sát tới bên tai của Cố Uyển Như, an ủi, anh tới rồi, đừng sợ. Giang Hải, Cố Uyển Như mở hai mắt đã bị nước mắt làm nhòe đi. Đột nhiên, khóc nấc lên, anh đi chết đi, sao anh lại bỏ em một mình? Rất nhiều lúc, phụ nữ không cần nói đạo lý, cũng không cần có lý do gì cả. Anh mở trói cho Cố Uyển Như, ôm cô vỗ về lên lưng của cô, nhẹ giọng an ủi, không sao rồi. Anh thật tồi, em ghét anh, Cố Uyển Như dùng sức đánh Giang Hải,
nhào vào lòng anh gào khóc lớn. Chúng ta về nhà thôi. Giang Hải kéo lấy tấm ga giường, bế Cố Uyển Như rời đi. Mà lúc này, trong ngực của Giang Hải là nơi an toàn nhất. Gió thổi lạnh lẽo mang theo hạt mưa từ ô cửa đã vỡ. Thất hồn ở lại, lạnh lùng nhìn Trương Huy Vũ. Mãi đến tận khi Trương Huy Vũ tỉnh lại, cũng không có biểu tình gì. Trương Huy Vũ bị trói ở trên giường, đầu đau đớn, mơ mơ màng màng không biết chuyện gì đã xảy ra. Phát hiện những mảnh kính vỡ ở trên ga giường. Trước khi ngất, Trương Huy Vũ đã uống 2 viên thuốc, tăng lực, rồi, bây giờ thuốc đã phát tác, nhưng lại không cử động được. Thất hồn tránh sang một bên, dắt vào đây. Kim Thâu dắt 2 con chó đang đến mùa động dục, cười khà khà quái dị, Trương Thiếu, anh Giang nói rồi, nhất định phải làm cho anh có một đêm vui vẻ. Tôi tự mình chọn cho anh đây. Bọn chúng có hơi, thôi anh cứ từ từ. 2 chú chó cũng bị cho thuốc, cửa phòng vừa đóng, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết mà đầy khoái lạc. Ngoài cửa, thất hồn không chúng biểu cảm. Tiếng trong phòng, có hơi biến thái. Kim Thâu tò mò hé cửa, nhìn thấy trận chiến loạn bên trong, liên tục tặc lưỡi. Trương Thiếu chừng cả đời cũng chưa từng được thoải mái như thế này. Thất hồn không cảm xúc, Kim Thâu không khỏi nể phục định lực của thất hồn. Một lúc trong phòng chỉ có tiếng khóc, không tự chủ khép chân chặt, cảm thấy đau thay cho Trương Huy Vũ. Trời lờ mờ sáng, trong phòng mới yên tĩnh lại. Trương Huy Vũ vừa bị làm nhục, vẫn bị trói, cánh tay, đùi tất cả đều là vết hằn của dây trói. Thất hồn lạnh nhạt nói, Trương Thiếu, có biết tội đẩy Quan Thiếu ngã xuống lầu có hậu quả gì không? Bọn mày, Trương Huy Vũ cố gắng giơ lên một ngón tay, hai mắt vô thần nhìn thất hồn. Rất nhanh, Trương Huy Vũ mở to hai mắt, đồng tử co lại. Anh ta nhìn thấy màu cánh của thiên thần đỏ, rực rỡ. Thiên thần. Thất hồn chậm rãi lắc đầu, thật không biết giữ miệng. Trương Huy Vũ ngậm miệng, cả người sợ hãi run rẩy. Tôi thuật lại sự việc, Trương Thiếu góp ý một chút nhé. Quan Thiếu hẹn Trương Thiếu đây đến khách sạn định làm trò vận động nhiều người, các anh đều mang theo tình nhân của mình. Thất hồn chỉ 2 con chó đang rất thoải mái, kia, chính là chúng nó. Các vị tranh giành người tình, thế là tay đánh nhau. Trương Thiếu à, anh vì giành người tình của Quan Thiếu. Lỡ chân đạp Quan Thiếu xuống dưới lầu. Trương Thiếu, án mạng là bởi vì tranh giành tình nhân, tôi nói thế có đúng không? Khóe miệng Trương Huy Vũ co rút, quay đầu nhìn về phía cửa sổ vỡ tan. Quan Huỳnh, đã chết, chẳng trách không thấy bóng người. Các người giết, anh định nói là do tôi. Thất hồn vẫn vẻ mặt lạnh băng. Mạng của Trương Huy Vũ không đáng. Hay là, bọn người Trương gia sẽ tán thành suy đoán của tôi, anh cảm thấy thế nào? À. Đúng rồi, nghe nói cha mẹ anh đối xử với anh cũng không tệ, anh vẫn còn một cô em gái rất đẹp nha. Chapter 44 tin hay lan truyền. Trương Huy Vũ sợ hãi thật sự, cả người run lên. Trương Huy Vũ bị dọa không thể khống chế được, phóng uế cả ra quần rồi. Không, không được, làm hại người nhà tôi. Thất hồn tiếp tục, anh hiểu tại sao anh còn mạng tới giờ rồi chứ. Nhiều việc anh nên tự mình gánh, gánh được cũng là một đặc ân. Lời nói bá đạo gì chứ? Đặc ân. Trương Huy Vũ muốn giữ mạng phải gánh tội, Giang Hải sẽ không ra tay với Trương gia. Nếu Trương Huy Vũ nhiều lời, thì cái chết là điều chắc chắn. Hơn nữa, Trương gia cũng sẽ bị diệt. Trương Huy Vũ không dám hoài nghi, bởi hắn thấy hình xăm đỏ trói của thiên thần sa đọa. Còn về việc Quan gia xử lý Trương gia ra sao, Giang Hải không hề quan tâm. Những kẻ cặn bã này, ỷ thế làm ác, có chết vạn lần cũng chưa hết tội. Trở về Hoàng Kim Giáp Lân, Giang Hải nhẹ nhàng đặt Cố Uyển Như xuống giường, an ủi cô, ngủ đi, có anh bên em. Cố Uyển Như nhìn Giang Hải, nước mắt lại tuôn ra, cô muốn nói rất nhiều. Giang Hải cười nói, em muốn anh du ngủ sao? Anh đã đi đâu? Cố Uyển Như hỏi. Mặc dù bị bắt cóc, nhưng Cố Uyển Như vẫn nhớ như in lời nói của Quan Huỳnh. Anh ta nói Giang Hải động vào người con gái của anh ta. Tin tức về quan hệ thông gia giữa Quan gia và Lan gia truyền đi khắp thành phố Giang Tư rồi, Cố Uyển Như sao lại không biết? Người con gái của Quan Huỳnh không phải chính là Lan Kiều sao? Lan Kiều xinh đẹp như vậy, Giang Hải có thích cô ấy cũng rất dễ hiểu thôi. Có lẽ người ưu tú như Giang Hải cũng chỉ có cô gái như Lan Kiều mới xứng được với anh. Giang Hải không muốn giải thích, nếu như cô gái của bạn tin bạn thì không cần giải thích. Nếu như không tin, mọi thứ chỉ là ngụy biện. Cố Uyển Như tay nắm chặt, cuộn tròn người lại, trong lòng không yên cứ thế ngủ. Giang Hải ở bên cạnh,
nắm chặt tay Cố Uyển Như, giữ tư thế như vậy cả đêm. Sáng sớm hôm sau, tin Trương Huy Vũ vì đánh ghen mà lỡ giết chết Quan Huỳnh tràn ngập trên mọi phương tiện thông tin. Nhưng bàn tán sôi nổi nhất là việc hai người tranh đoạt lại là hai con chó. Quần chúng hóng chuyện cũng không cần quan tâm đến ngọn nguồn đầu đuôi câu chuyện, lại càng không quan tâm thật giả. Cho dù chỉ là câu chuyện cười, thì cứ cười đã rồi quên thôi. Quan gia cũng hoài nghi có khác muốn hại Quan Huỳnh, nhưng Trương Huy Vũ không những không giải thích, nhận mọi thứ do hắn làm. Chỉ cần Trương Huy Vũ thừa nhận, sự thật được phơi bày rồi sao? Quan gia nổi giận, thề phải tiêu diệt Trương gia. Ở Giang Tư, ai chịu được sự trả thù của quan gia chứ? Trương gia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức bán hết tài sản đi. Trương gia không thể chọc vào quan gia, cách tốt nhất là rời khỏi thành phố Giang Tư, tuy làm như vậy sẽ tổn thất rất nhiều, nhưng còn hơn là nhà tan cửa nát. Mọi hành động này chỉ có thể khiến quan gia càng chắc chắn rằng, Quan Huỳnh do Trương Huy Vũ giết. Lan gia cũng nhận được tin tức rất nhanh chóng, cái chết của Quan Huỳnh rất kỳ lạ. Thành phố Giang Tư, có lẽ chỉ có chủ tịch thành phố Hoành Độ Dương biết được mọi chuyện. Nhưng đoán được từ đầu đến cuối thì chỉ có Lan gia mà thôi. Bàn tay thanh tú của Lan Kiều nắm chặt lại, cái chết của chồng chưa cưới cũng không làm cô thương cảm. Với cô ta, đàn ông ai cũng như nhau, đều thèm muốn cô ta. Lúc này, trong lòng Lan Kiều đang dâng lên nỗi sợ hãi đối với Giang Hải. Giang Hải như một con sâu độc gặm nhấm dây thần kinh mẫn cảm của mỗi người Lan gia. Suốt đêm, Cố Uyển Như cũng không thể ngủ yên. Ánh nắng làm đôi mắt sưng húp của cô mở ra, buông tay Giang Hải ra, rồi áp mặt vào tay anh, làm như vậy khiến cho cô có cảm giác rất an toàn. Giang Hải khẽ cười, Cố Uyển Như nối nhỏ cảm ơn anh. Em là vợ của anh, Giang Hải chân thành nói. Cha mẹ em, Cố Uyển Như mở to mắt, nhìn Giang Hải bằng ánh mắt thăm dò. Hai người họ không biết. Cố Uyển Như thở phào nhẹ nhõm, nếu an toàn rồi thì không cần làm cha mẹ lo lắng. Giang Hải suy nghĩ một chút, vẫn là kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Cố Uyển Như biết. Cố Uyển Như lương thiện, rất dễ dàng tin tưởng kẻ khác. Loại lợi dụng tình thân như Cố Nhất sẽ dở những thủ đoạn hèn hạ mà người khác không thể lường trước được. Nghe Giang Hải giải thích xong, Cố Uyển Như im lặng rất lâu. Cuối cùng thở dài, thôi, xem như em không có người em trai này. Cố Uyển Như nói thôi, Giang Hải sẽ tạm tha cho cậu ta một mạng. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Cố Vân Lệ nhìn Cố Uyển Như đang ung dung ăn cơm, Uyển Như, mắt của con bị sao vậy? Cố Uyển Như hơi bối rối, liếc nhìn Giang Hải, thuận miệng đáp, đều tại Giang Hải mua cho đồ trang điểm không tốt nên bị dị ứng. Ồ, vậy thì đừng dùng nữa. Cố Vân Lệ gật đầu. Bà lập tức oán trách, Giang tiểu tử có tâm mua đồ trang điểm cho con, cũng chỉ là bị dị ứng chút thôi. Không dùng là rồi. Nếu là trước kia, Cố Uyển Như sẽ nghĩ rằng, cha mẹ mình bênh vực người ngoài. Bây giờ, Cố Uyển Như chỉ liếc nhìn Giang Hải không nói gì, dù sao cũng là dùng Giang Hải làm cái cớ. Giang Hải cười, mẹ, do con không biết chọn đồ, lát nữa con lại đi mua cái khác cho Uyển Như. Con xem Giang tiểu tử còn nói thay con kìa, Cố Vân Lệ liếc mắt. Lôi Nhân Hảo ăn rất ngon miệng, đồ ăn cũng nhiều hơn. Sau khi sắp xếp lại tài liệu thì cùng Giang Hải đến công ty. Giang Hải giờ mới để ý Lôi Nhân Hào mang rất nhiều tài liệu về nhà nghiên cứu. Trên đường đi, Giang Hải lái xe, Cố Uyển Như và Lôi Nhân Hào ngồi phía sau bàn phương hướng phát triển của công ty. Anh đã quen nắm tay Cố Uyển Như, giờ không biết đặt tay dư thừa ở đâu. Giang Hải nói, vợ à, hôm nay để ý tới Trương gia một chút. Trương gia, nghĩ đến Trương Hạo, sắc mặt Cố Uyển Như tối sầm. Giang Hải nói, để ý đến hành động của Trương gia, anh nghe nói hôm nay sẽ có gì đó. Cô nhìn Giang Hải khó hiểu, làm thế nào mà Giang Hải biết được tin tức sớm như thế, dường như mỗi sự việc đều có người bí mật báo tin cho anh vậy. Quả thực, ít nhất là những tin tức được công khai, hiển nhiên có người báo cho Giang Hải. Đến công ty, Cố Uyển Như đã nghe được rất nhiều tin tức liên quan đến việc Trương gia đang bán tháo tài sản. Nhưng cả thành phố Giang Tư này, không có một ai dám đối đầu với quan gia. Làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Cố Uyển Như cũng do dự, sản nghiệp của Trương gia, lại còn với giá cả thấp như vậy, sao lại không có ai ra tay nhỉ? Điều này quả là không bình thường. Mấy câu nói của Giang Hải đã giúp xóa tan đi băn khoăn của Cố Tiêu Giao, chỉ cần có lợi là được, Cố Uyển Như cứ việc ra tay. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng Cố Uyển Như tin tưởng Giang Hải. Chỉ cần Giang Hải nói được là được, Cố Thụy Long suốt một đêm vẫn chẳng hiểu có chuyện gì.
nghe được ngọn nguồn sự tình, đã sớm sợ tới mức tiểu ra quần. Cố Nhất đúng là hại cha thê thảm rồi. Cố Thụy Long cả người đau đớn, vội vàng liên hệ với Cố Nhất. Không ngoài dự đoán, không thể liên lạc được với Cố Nhất. Giang Hải sẽ giết chết Cố Nhất sao? Cố Thụy Long không mát nghĩ. Cố Nhất chính là đứa con duy nhất của Cố Thụy Long, nếu như có việc không hay xảy ra thì biết phải làm sao. Chợt điện thoại xuất hiện một tin nhắn, là từ số điện thoại của Cố Nhất gửi tới. Cố Thụy Long vội vàng mở ra, không biết nên vui hay buồn. Theo ý của Giang Hải là Cố Thụy Long không biết dạy con nên anh giúp ông ta dạy con. Khi nào Cố Nhất chịu nghe lời, làm Giang Hải vừa lòng thì lúc ấy cậu ta mới được quay về. Cố Thụy Long thở phào nhẹ nhõm, nói thế nào đi nữa, Cố Nhất cũng nguy hiểm. Điện thoại vang lên, Cố Thụy Long nghe điện xong, sắc mặt càng trở nên khó coi. Cố Tùng bị bệnh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, hiện giờ đầu óc đã không còn tỉnh táo rồi. Lập tức tới biệt thự Luxury. Biệt thự loạn lên, Cố Tùng không còn chút sức sống nào, hai mắt đờ đẫn, bất chi bất giác nằm ở trên giường, thư ký mẹ kế Tiểu Thanh ngồi khóc sụt sùi. Cố Thụy Long đẩy cửa chạy vào, nhìn thấy người nằm trên giường đúng là Cố Tùng thì nhíu mày. Lần này sợ là không thể khỏe lại được nữa rồi. Chuyện gì thế này? Cố Thụy Long trầm giọng hỏi. Tự nhiên, ông ấy. Tiểu Thanh vừa khóc vừa ấp úng. Gần đây Cố Tùng tinh thần rất tốt, ngay cả chuyện kia cũng hồi sinh. Còn nói muốn thêm con, ngày nào cũng đòi hỏi. Vì muốn dỗ dành Cố Tùng vui vẻ, Tiểu Thanh cũng không cự tuyệt, huống chi Tiểu Thanh cũng đang trong độ tuổi nhu cầu sinh lý cao. Tiểu Thanh không vắt kiệt sức Cố Tùng đã là may lắm rồi. Nhưng đúng lúc cao trào, đột nhiên Cố Tùng lại tê liệt rồi. Không có ruộng hỏng, chỉ có trâu bị mệt chết. Cố Tùng cũng giống như con trâu già, rốt cuộc cũng hao hết chút tinh lực cuối cùng, tê liệt ngã trên người cô ta. Tiểu Thanh lau nước mắt, Thụy Long à, bác sĩ đã đến rồi, nói tình hình của cha con rất không ổn, có thể. Cố Thụy Long lườm cô ta một cái, không nói lời nào. Thụy Long, Tiểu Thanh thực sự xem bản thân là nữ chủ của Cố gia. Thấy ánh mắt của Cố Thụy Long, Tiểu Thanh lại càng khóc to hơn, ông ơi, tại sao anh lại đột nhiên bị bệnh chứ, lúc trước không phải vẫn khỏe mạnh hay sao? Không có ông làm sao sống tiếp đây? Đủ rồi, Cố Thụy Long nghiến chặt răng. Thụy Long, con không thể bỏ mặc gì à, dù gì những tháng này. Cố Thụy Long càng nhìn Tiểu Thanh càng thấy phiền, vẫy tay cút. Cái gì, cậu bảo ai cút? Tiểu Thanh không khóc nữa, lấy tay áo lau đi nước mắt, chuẩn bị tư thế khóc lóc om sòm. Có phải cậu thấy cha cậu bệnh, xem tôi là đồ bỏ, nên muốn đuổi tôi đi? Cố Thụy Long nheo mắt, không nhịn nổi tức giận đùng đùng, tên tôi là để cho cô gọi à? Vai vế loạn rồi. Cũng không sợ nói cho cậu biết, hôm trước tôi và cha cậu đi đăng ký kết hôn rồi. Cậu hiếu thuận với Cố Tùng, cũng phải hiếu thuận với người mẹ kế. Này, điều này quả thật là không ai có thể ngờ tới, người luôn tuyệt tình như Cố Tùng mà lại thực sự động chân tình rồi. Có phải đầu óc bị rơi hỏng rồi không? Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, khẳng định là vì tiền, sao làm sao yêu ông già Cố Tùng chứ? Thích cái gì ở Cố Tùng? Thích sự già yếu của ông ta? Hay là thích sự ích kỷ của ông ta? Có mà thích ông ta chết sớm thì có. Dùng đầu gối nghĩ cũng biết, người phụ nữ này chỉ muốn tài sản mà thôi. Cố Thụy Long cũng không thể ngờ, Tiểu Thanh này lại giỏi toan tính đến như vậy. Dần dần, trong mắt Cố Thụy Long lộ ra sự tàn nhẫn. Nhoẻn miệng cười lạnh, kết hôn rồi thì sao? Muốn chết cùng ông ấy thì hai người chết cùng nhau là được rồi. Chắc cô không biết, biệt thự này không phải của ông ấy đâu. Mọi thứ của Cố gia đều thuộc Cố thị, mà cổ phần Cố thị lại nằm trong tay tôi. Muốn có tiền, sợ là cô đã tính sai nước đi này rồi. Vừa nghe xong, Tiểu Thanh kinh ngạc, dù trong trò chơi của những kẻ đi săn này, Cố Tùng vẫn đề phòng cô ta. Nhưng Tiểu Thanh không thể ngờ rằng chuyện sẽ thành ra thế này. Thế là ghé sát lại đầu giường Cố Tùng gào khóc, kể lể với ông ta sự bất hiếu của Cố Thụy Long. Số của em sao lại khổ thế này? Chapter 45 đến lúc dọn dẹp rồi. Khóc chán chê, Tiểu Thanh lại đứng thẳng lên, lau mũi, cậu không quan tâm chúng tôi cũng được, tôi không làm khó cậu. Tôi có thể đi tìm Cố Hiển, Hạo Dân và Thiết Huy. Tôi sẽ nói chính cậu độc chiếm cổ phần mà làm ông ta ra nông nỗi này. Tôi không có được một đồng nào từ cậu cũng đừng. Còn không đợi Tiểu Thanh nói xong, Cố Thụy Long đã đạp một phát làm Tiểu Thanh ngã nhào. Cô nghĩ mình là ai? Chẳng qua là đồ làm ấm giường, lẳng lơ ngu ngốc. Thật sự nghĩ rằng ngủ với ông già mấy hôm mà thành bà chủ Cố gia. Cậu dám đánh tôi,
Tiểu Thanh đứng lên, như muốn ăn tươi nuốt sống Cố Thụy Long. Cố Thụy Long điên cuồng đánh, chút hết nỗi khổ cả đêm qua, nỗi hận đứa con trai bị đưa đi, toàn bộ chút hết lên người Tiểu Thanh. Đánh mệt rồi mới dừng tay lại, thở hổn hển cho cô hai sự lựa chọn. Tiếp tục sống cùng với ông cụ, muốn làm gì thì làm, muốn sống muốn chết không liên quan gì đến tôi. Hoặc là cầm 100 triệu, lập tức cút khỏi đây. Cố Thụy Long cũng sợ Tiểu Thanh tiếp tục gây sự, muốn Tai Hyun chút tiền dàn xếp. Tiểu Thanh cũng thật thông minh, nhìn chằm chằm Cố Thụy Long đầy thù hằn. Cuối cùng, vẫn là lựa chọn lấy tiền. 1-2 tháng kiếm được 100 triệu, đối với một người phụ nữ hơn 30 là quá nhiều rồi. Có thể được càng nhiều hay không, vậy phải xem những đứa con khác của Cố Tùng có muốn gây chuyện hay không. Có tiền, tất nhiên là cứ cầm về tay cái đã. Đuổi cổ Tiểu Thanh đi xong, Cố Thụy Long lạnh lùng nhìn Cố Tùng. Ông thật sự ngốc rồi, nhận ra con trai của mình, liền ú à ú ớ muốn gần gũi thân cận. Cố Thụy Long oán hận đầy mình, hất tay Cố Tùng ra, lại vung tay tát cho Cố Tùng một bạt tai. Cố Tùng sửng sốt, vừa cảm thấy đỡ đau hơn một chút, ánh mắt nhìn Cố Thụy Long sợ hãi. Ông già ngu ngốc, sớm giao tập đoàn Cố Thị cho tôi không phải tốt rồi sao? Ngoại trừ tôi, mấy đứa con ngu ngục kia của ông, ai có thể gánh vác nổi tập đoàn Cố Thị? Nhìn xem, bây giờ lại thành cái trò gì đây? Ông đây trong tay chỉ còn có 60% cổ phần. Cố Thụy Long gào thét điên cuồng, chỉ có 60%. Thấy Cố Thụy Long đang định đánh, Cố Tùng cuộn tròn người, vô cùng hoảng loạn, không dám nhìn Cố Thụy Long. Cố Thụy Long thở dài rồi nói, tự làm tự chịu. Rời khỏi biệt thự Luxury, không thể tìm được Cố Huyền. Sau đó, Tiểu Thanh tìm đến tập đoàn Huyền Như. Cố Huyền Như bận tối mày tối mặt, cô cho người liên hệ với Trương gia, đối phương lập tức tỏ vẻ sẵn sàng chuyển nhượng cổ phần với giá thấp. Vì cũng có đủ tài chính, sau khi Cố Huyền Như thương lượng với Lô Nhân Hào đã đưa ra quyết định, hạ giá bán với sản nghiệp liên ngành tập đoàn Huyền Như với mức giá thấp hơn thị trường. Một bên mua, một bên bán, bận không có thời gian ngẩng đầu. Nghe thấy có, thư ký của Cố Tùng tới gặp, Cố Huyền Như suy nghĩ một chút rồi từ chối. Rời khỏi Cố gia, Cố Tùng tuyệt tình, cô cũng hiểu tình người ấm lạnh, lòng người hiểm ác. Tiểu Thanh chỉ có thể rời đi, Cố Huyền Như buồn bã, mặc kệ ra sao, Cố Huyền Như có cảm tình rất sâu với Cố Tùng. Giang Hải phải cười, an ủi vài câu mới đỡ một chút. Sau lần Cố Huyền Như bị bắt cóc này, Giang Hải ý thức được rằng những kẻ càng ngu càng lớn gan. Lập tức điều người Thiên Ưng Môn để bảo vệ tốt mấy người Cố Huyền Như. Phía Tây, cao ốc của tập đoàn Huyền Như đang thi công. Giang Hải mang đủ rượu và thức ăn, tạm cho nghỉ công trình, mời mọi người ăn cơm để bày tỏ cảm ơn. Nhất là Kim Thâu, một người rất thông minh, là người đầu tiên tìm ra được tung tích của Cố Huyền Như. Người của Thiên Ưng Môn tuy rằng lấy một địch trăm, nhưng lại ít người, Giang Hải tính toán làm sao sử dụng hết công năng của đám người này. Ăn uống no nê xong, mỗi người đều được Giang Hải phát tiền thưởng. Kim Thâu được nhiều tiền nhất, cả một xấp giày, làm nhiều người ganh thị. Cả đám đều nhìn Giang Hải với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, trong lòng đã coi Giang Hải là đại ca. Ngày trước, được thấy tiền đầy túi luôn có cảm giác tuyệt vời nhất. Trên thực tế cùng với lão đại lăn lộn mấy năm, cũng không được bao nhiêu tiền. Hiện giờ, không có việc thì đi khuôn vác gạch, có việc thì đi đánh nhau. Giang Hải hào phóng, trả công hậu hĩnh, tiền cứ thế bay vào túi. Càng quan trọng hơn là hiện giờ ra đường ăn mặc đoàng hoàng rồi. Trong túi lại có đủ tiền, cảm giác chính mình là người đẹp ra, nhìn quanh, hiện giờ ở công trường, người liên quan đến Tần Hiên có chừng 300-400 người. Giang Hải nói, bây giờ Kim Thâu là người có nhiều tiền nhất ở đây, đúng chứ? Mọi người đều nhìn Kim Thâu với ánh mắt hâm mộ, tất cả mọi người đều hiểu được, dù là chuyển gạch hay là giúp đỡ tìm người, Kim Thâu đều là người tích cực nhất. Nỗ lực mới có đền đáp. Giang Hải lại nói, muốn kiếm được nhiều tiền hơn không? Tất cả mọi người đều sáng mắt lên, mong chờ nhìn về phía Giang Hải. Giang Hải lắc đầu, mọi người còn quá yếu, ra ngoài sẽ bị ăn đòn mà thôi. Kim Thâu hô to, anh Giang, hay anh dạy chúng em đi. Các cậu không xứng, Giang Hải nói sự thật. Tất cả mọi người đều không có ý kiến. Giang Hải chỉ vào Thất Sát ở bên cạnh, từ hôm nay trở đi, Thất Sát huấn luyện cho các cậu. Đội đầu tiên tôi chỉ cần 10 người, trong đám các cậu. 10 người mạnh nhất sẽ được tôi lập tức sắp xếp nhiệm vụ kiếm được nhiều tiền nhất. Nếu như vẫn còn người muốn kiếm tiền, thì có thể ở đội 2, 3. Nhưng đội thứ nhất vẫn sẽ là đội kiếm được nhiều tiền nhất,
nhiệm vụ cũng nhẹ nhàng nhất. Mọi người đều trầm trồ, bản lĩnh của thất sát bọn họ đều thấy qua, nhìn có vẻ khác với Giang Hải, nhưng dù sao đều là một người phi phàm mà bọn họ không thể đánh lại. Tần Hiên cẩn thận nhìn Giang Hải, nhỏ giọng hỏi nhỏ anh. Giang, em, cậu cũng muốn được huấn luyện, thấy mất mặt. Nói thế nào thì Tần Hiên cũng là lão đại của những người này, cùng nhau huấn luyện thực sự là không có gì, nhưng nếu như bị đàn em của mình vượt qua thì sẽ mất mặt lắm. Giang Hải nói, cậu có nền tảng rồi, khác với những người này. Đi tìm thất hồn, lúc cậu ta dạy học trò có thể thuận tiện dạy cho cậu. Tần Hiên vui vẻ hẳn ra. Tất cả đám người xã hội đen được chia thành hai nhóm, nhóm thứ nhất do Tần Hiên dẫn dắt trước kia, một nhóm khác là được tuyển vào. Đàn em của Tần Hiên tự cho mình là dòng chính thống, mà đội ngũ còn lại đại biểu là Kim Thâu cũng tự cho là mình năng lực hơn người, hai bên đều nhìn nhau không vừa mắt. Giang Hải không bận tâm, loại quan hệ cạnh tranh này có lẽ sẽ khiến họ càng thêm nỗ lực. Trước có Trương gia bán tháo tài sản, sau có Cố Uyển Như bán phá giá kiếm tiền. Thành phố Giang Tư lại dấy lên một làn sóng giao dịch dữ dội, chỉ có điều tài sản của Trương gia thì vẫn không có người nào ngó ngàng đến. Việc này, Hồng Nhị Lão cũng nghe nói rồi. Gã nằm ngửa ra giường, tùy ý để cho những cô gái lành nghề xoa bóp massage, nghiêng đầu nói với Lam Sâm, tập đoàn Uyển Như đúng là có quan hệ với Tần Hiên. Mẹ nó, dùng một mụ đàn bà chắn phía trước để lừa người. Chẳng qua con bé đó, ha ha. Hồng Nhị Lão dâm đãng nói, nếu lăn lộn trên giường vài ngày. Ha ha ha. Lam Sâm hừ một tiếng, 50 tỷ. Bọn họ đưa sao? 50 tỷ không phải số tiền nhỏ, Tần Hiên có thể chia cho người khác sao? Nó dám, tôi diệt cả nhà nó. Hồng Nhị Lão dần hiện lên ánh mắt sắc bén, trước tiên lấy được tiền, sau đó mới phế Tần Hiên. Cái chết của thằng ba chắc chắn là do nó làm, nó tưởng rằng bỏ chút tiền ra là có thể đổi được cái mạng của mình. Nằm mơ đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đợi liên tiếp một tuần, Tần Hiên vẫn không có tin tức gì. Tập đoàn Uyển Như gom góp vốn liếng không dưới nghìn tỷ. Cho một đàn em gọi Tần Hiên, xác định được thân phận của đối phương xong, Tần Hiên không chút khách sáo cúp luôn điện thoại. Hồng Nhị Lão đập bàn, đích thân gọi điện thoại cho Tần Hiên. Tần Hiên, chuẩn bị tiền mang đến đây cho tao. Nếu như đêm nay tao vẫn chưa thấy tiền, tao sẽ diệt cả nhà mày. Hồng Nhị Lão kích động đe dọa, mặt ngẩng lên cao. Vừa nghe đến là Hồng Nhị Lão, Tần Hiên thuận miệng mắng câu ngu ngốc rồi cúp máy. Nghe thấy âm báo tút tút tút, Hồng Nhị Lão chớp chớp mắt. Con mẹ nó, dám mắng tao. Ánh mắt Hồng Nhị Lão hung tợn, nghiến răng nghiến lợi, đợi tao ra tay, chắc chắn lấy mạng cả nhà mày. Tần Hiên cúp máy xong, quay sang nói với Giang Hải, anh Giang, Hồng Nhị Lão muốn giết cả nhà tôi. Giang Hải nhíu mày, đồ đuôi mù này. Chưa chết chưa biết dừng sao. Từ thành phố Giang Thanh đến thành phố Giang Tư Dương Oai, không thể để người này lại được. Thành phố Giang Tư chính là địa bàn làm ăn của Cố Uyển Như. Cố Uyển Như không thể xử lý được lũ rác rưởi này, Giang Hải nhất định sẽ tạo ra một môi trường ổn định cho cô ấy. Giết gà dọa khỉ, coi Hồng Nhị Lão là con gà này là được rồi. Buổi tối chúng ta sẽ mang tiền cho anh ta. Đúng tác phong của Giang Hải, chẳng qua Hồng Nhị Lão có dám cầm số tiền không thôi. Cuối cùng phải trả giá bao nhiêu còn phải xem tâm trạng của Giang Hải. Đêm tĩnh lặng. Trong căn phòng vang lên tiếng cười đùa, Hồng Nhị Lão đẩy cửa tiến vào. Phòng bên cạnh, khuôn mặt sát Hồng tiều tụy, quần áo bị xé rách, lộ ra từng vết xanh tím trên người. Sát Hồng từng là đứng đầu trong giới ngầm ở thành phố Giang Tư, nay bị nhốt, thành đồ chơi của Hồng Nhị Lão. Mà thế lực của cô đã bị Hồng Nhị Lão tiếp quản. Sát Hồng giờ phút này mới thật sự nhận thức được giang hồ tàn nhẫn đến mức nào. Đàn em dưới trướng Sát Hồng đã mất đi lòng trung thành hoàn toàn khuất phục dưới uy quyền của Hồng Nhị Lão. Trong vài ngày Hồng Nhị Lão đã chiếm được phân nửa địa bàn rồi. Hồng Nhị Lão vui vẻ, đang xem làm thế nào để thống nhất thế lực ngầm ở thành phố Giang Tư. Vừa phát tiết xong, Hồng Nhị Lão có mấy cô gái vây quanh. Tên đàn em canh giữ bên ngoài vội vã xông vào. Đại ca! Tần Hiên đến rồi. Vừa dứt lời, Hồng Nhị Lão và Lam Sâm đều sửng sốt. Cái gì, Tần Hiên? Nó dám, được phải xem giết nó thế nào. Ánh mắt Lam Sâm xảo quyệt, vội hỏi, mấy người? Tiểu đệ đáp, ba người. Vừa dứt lời, một tên đàn em bay vào. Tần Hiên bước vào phòng. Hồng Nhị Lão, nghe nói anh cần 50 tỷ. Hè hè, tiền tới cửa đây. Sắc mặt Hồng Nhị Lão xanh mét, nhìn chằm chằm Tần Hiên.
đưa tiền. Thái độ này của Tần Hiên là đến đòi nợ, có chút gì là đưa tiền sao? Nhìn phía sau Tần Hiên, chỉ có Giang Hải và Thất Hồn. Hắn thật sự chỉ có ba người, muốn chết. Lam Sâm cũng đã chú ý đến hai người Giang Hải. Hai người kia, mang lại cho anh ta một loại cảm giác nguy hiểm. Nhưng nhìn lại, vẫn thấy hết sức bình thường. Chapter 46 đã sạch sẽ. Hồng Nhị Lão vẻ mặt lạnh băng quát, Tần Hiên, mày giết thằng ba em tao. Không phải tôi, Tần Hiên tỏ ra thành thật, vội vàng lắc đầu. Hồng Nhị Lão nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Thất Hồn. Vẻ mặt ngày càng hung ác, tức giận quát lớn, mày là thiên thần sa đọa. Thất Hồn không lên tiếng, cứ im lặng như một bức tượng. Hình xăm thiên thần màu máu trên ngực của anh ta vô cùng chói mắt. Hồng Nhị Lão mạnh tay ném vỡ mọi thứ trên bàn, giận dữ quát, người đâu? Dù là không mấy thân, cũng là anh em cùng mẹ khác cha, trả thù cho em út cũng là điều nên làm, nhất là kẻ thách thức quyền uy của Hồng Nhị Lão. Cả trong lẫn ngoài đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Trong lòng Lam Sâm và Hồng Nhị Lão đều có dự cảm không ổn. Không giống như Hồng Nhị Lão dự đoán, những tên đàn em kia đều mai phục sẵn. Ba người trước mắt, vẫn luôn bình tĩnh như nước, không có chút khiếp sợ nào. Vậy những tên đàn em kia đâu rồi? Làm sao có thể, dù là giết người hay đánh nhau phải có tiếng động chứ? Sao lại có thể xử lý mấy chục người mà lại không phát ra tiếng động nào như vậy được? Nhưng sự thật vẫn luôn tàn khốc như vậy, đáp lại tiếng quát tháo của Hồng Nhị Lão chỉ là sự im lặng. Lam Sâm chậm rãi lui về phía sau, Thất Hồn lạnh lùng nói, nhảy khỏi cửa sổ là lựa chọn ngu ngốc đấy. Lam Sâm càng không thể nhúc nhích. Giang Hải lấy ra một chiếc thẻ màu đen, tiện tay ném lên bàn, 50 tỷ mà mày muốn đều ở đây. Muốn thì đến mà lấy. Khóe miệng của Tần Hiên nhếch lên, đây không phải là giao tiền, mà Giang Hải đang muốn lấy mạng gã. Hồng Nhị Lão không động, giận dữ gãi đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn cái thẻ, trong lòng Lam Sâm run lên, suýt nữa thì bị dọa tiểu ra quần. Cái thẻ đen này anh ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng đã từng nghe nói đến. Chủ nhân của chiếc thẻ này giống như hoàng đế vậy, thậm chí thân phận thật của người đó Lam Sâm còn không có tư cách biết đến. Ngay cả tư cách biết đến cũng không có, nhưng anh biết được thân phận của người sở hữu chiếc thẻ này nhất định không hề đơn giản. Một quyển sổ nhỏ rơi xuống trước mặt Lam Sâm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là tội lỗi của anh, tôi nghĩ anh cứ nhìn thôi, bất luận là như thế nào, thì anh chết cũng không oan đâu. Đối mặt với thiên thần sa đọa, anh ta vẫn còn ngoan cố chống cự, nhưng đối mặt với tấm thẻ đen này, anh ta biết chắc chắn thứ mà mình đang phải đối mặt là cái chết. Lam Sâm muốn quỳ xuống cầu xin, Thất Hồn nhanh chóng ra tay. Thanh kiếm xuất hiện. Cơ thể của Lam Sâm giống như mất hết sức, mềm nhũn. Nhìn về phía Hồng Nhị Lão. Sau đó, ngã rầm xuống đất, máu tuôn ra. Lúc này, sát hồng bị người khác mang vào. Ánh mắt sát hồng trống rỗng như cái xác không hồn, thờ ơ nhìn thi thể của Lam Sâm. Khi nhìn về phía Hồng Nhị Lão, con người lóe lên đầy tức giận. Sát hồng nhìn về phía Tần Hiên, nói, muốn giết thì giết, nhưng tôi có một thỉnh cầu. Khóe miệng Giang Hải nở ra nụ cười nguy hiểm. Chẳng trách lúc tiêu diệt Thiết La lại không tìm thấy Sát Hồng. Tôi muốn mạng của ông ta. Sát Hồng nhìn về phía Hồng Nhị Lão, sát khí quanh người. Đồ đàn bà thối tha, mày cũng muốn giết tao, đợi tao giải quyết xong mấy tên này, rồi tao sẽ chơi chết mày. Hồng Nhị Lão không còn đường lui, rút cây đao dưới bàn. Lúc biết được thiên thần sa đọa ở đây, Hồng Nhị Lão tự biết sẽ không thoát được. Lúc thấy Lam Sâm khác thường, gã hiểu được, Thất Hồn quá nhanh. Hắn ta chỉ như con rối mặc người xử lý. Hồng Nhị Lão hối hận lúc đầu đã không nghe lời của Lam Sâm, khăng khăng đòi đến thành phố Giang Tư. Nếu trước đó điều tra cho rõ. Đáng tiếc, không có nếu như, nhưng chết ở trong tay của Sát Hồng, gã thật sự không cam lòng. Giang Hải gật đầu. Thất Hồn ném cho cô ta một con dao găm, rồi lui về phía sau hai bước. Sát Hồng nhặt con dao găm lên, khuôn mặt ác độc, lao về phía Hồng Nhị Lão. Dù sao cũng là phụ nữ, Sát Hồng đương nhiên không phải là đối thủ của Hồng Nhị Lão. Thất Hồn nắm được yết hầu của Hồng Nhị Lão. Rõ ràng có thể lấy mạng của ông ta, nhưng Sát Hồng lại không làm. Dao găm đi lệch, đâm vào vai của Hồng Nhị Lão. Sát Hồng không muốn giết Hồng Nhị Lão, rút ra dao găm ra, cười quỷ dị. Một dao hạ xuống, Hồng Nhị Lão tuyệt tự tuyệt tôn, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Lại một dao hạ xuống, chặt đứt gân tay của Hồng Nhị Lão. Máu tươi bắn ra. Sát Hồng như phát điên, không ngừng đâm vào rút ra,
máu tươi lên láng. Đến khi gã ta ngã xuống ngất đi, cả người Hồng Nhị Lão không có một vết thương chí mạng nào. Sát Hồng thở hổn hển, bả vai run lên trông cực kỳ bi thương. Cô sụt sịt, lau mặt, giết tôi đi. Môi Tần Hiên giật giật, Sát Hồng vô cùng quyến rũ ngày nào giờ đã rất tàn tạ. Nhìn về phía Giang Hải, có muốn tha cho Sát Hồng anh cũng không thể tự mình làm chủ được. Giang Hải nói, về làm người tốt. Sát Hồng ngẩng mặt, nhìn về phía Giang Hải, anh không giết tôi. Giang Hải gật đầu, không phải cô đã chết một lần rồi sao? Xoay người rời đi, Giang Hải nói, đưa Hồng Nhị Lão về thành phố Giang Thanh. Nhìn bóng lưng của Giang Hải, con người của Sát Hồng lóe lên tia sáng. Ngồi vào trong xe, Tần Hiên hỏi, anh Giang, vì sao lại? Vì sao không giết cô ta? Giang Hải nhếch miệng không trả lời. Sát Hồng dù sao cũng chỉ là một người phụ nữ, Giang Hải cũng không thích lạm sát người. Hơn nữa, Sát Hồng là phụ nữ bị ép trở thành gái điếm. Chỉ điểm này thôi cũng là điểm yếu của cô ta rồi. Huống hồ Sát Hồng khác với Tần Hiên. Cô ta trở thành như vậy do vận mệnh, không phải là ý muốn của cô ta, xem như bị ép. Mỗi người đều chuyện riêng của chính mình, có những lúc không thể tự mình làm chủ được, hơn nữa người tạo ra chuyện này cũng có thể chẳng phải do bản thân mình. Bị Hồng Nhị Lão chà đạp trong thời gian dài như vậy, đối với cô ta mà nói đã một loại trừng phạt rồi. Nhìn bầu trời đêm tối đen như mực, ánh mắt của Giang Hải càng ưu tư hơn. Giang Hải hỏi, chọn người rồi. Thất Hồn yên lặng gật đầu. Giang Hải nói, cũng nên bắt đầu. Con người của Tần Hiên lóe lên, khóe miệng không tự giác lộ ra ý cười. Giang Hải từng nói, thành phố Giang Tư không được phép có sản nghiệp mờ ám nữa. Tần Hiên đã thông báo cho từng thế lực ngầm một, kết quả lại bị cười nhạo. Giờ phút này, chính là lúc cho bọn người này biết hậu quả. Tần Hiên gửi đi cùng một tin tức cho tất cả các đại ca thế lực ngầm ở Giang Tư. Tuyên bố cho bọn chúng trong vòng 5 phút, nếu không giải thể các cơ sở kinh doanh lách luật kia, thì hậu quả tự chịu. Giang Hải lạnh nhạt nói, đưa tôi về, vợ tôi đang đợi. Vốn tưởng rằng Giang Hải sẽ cùng hành động với họ, không ngờ anh ấy lại phải về nhà với vợ. Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, không thấy chán sao. Trên công trường đang truyền tai nhau, thà bị Giang Hải đánh chết, cũng đừng có làm Uyển Như phải trừng mắt. Nếu dám làm cố Uyển Như không thoải mái dù chỉ là một chút thôi, thì sẽ bị Giang Hải chặt ra làm tám khúc đó. Giang Hải đúng là chiều vợ thành cuồng. Ở trong một phòng riêng của một hộp đêm, các cô gái múa hát điên cuồng. Ba lão đại của ba thế lực vừa nhận được tin nhắn của Tần Hiên. Một trong ba gã đã uống tới mức ngà ngà say, đầu lưỡi cứng ngắc cười lạnh, tên Tần Hiên đầu bị lừa đá à? Nó tưởng đang cứu thế à? Hay cho mình cái quyền làm bá chủ rồi? Mặt của đại hổ cợt nhã, lồi lõm, ánh mắt tàn nhẫn, đại lang, cứ để nó ra oai leo lên đầu chúng ta mãi sao? Đại lang uống cạn ly rượu, cười nói, tao muốn xem nó hống hách tới bao giờ? Chắc nó ngứa đòn chăng? Ha ha! Một tên nhếch miệng, muốn dọn sạch cơ sở kinh doanh ngầm kia. Ai lo cho anh em chúng ta chứ? Đại lang kỳ quái nói, đại ca nói đó, anh ta sẽ nuôi. Ha ha! Đại lang, anh càng ngày càng có khiếu hài hước. Đại lang lắc đầu, thật nực cười. Trên xe, Tần Hiên thấy tin nhắn của đại lang, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa. Sắc mặt anh ta âm trầm, đi tìm đại lang. Tần Hiên nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nguy hiểm. Thành phố Giang Tư đang đồng thau lẫn lộn, thế lực nhỏ tranh chấp nhau. Giang Hải mở ra một cuộc thanh trừng lớn, thành phố Giang Tư có lẽ cần thay đổi bầu trời rồi. Đá văng cửa phòng, Tần Hiên chậm rãi đi vào. Thấy người đến là Tần Hiên, mặt mày ba tên trở nên vặn vẹo cực kỳ dữ tợn. Tần Hiên, mày muốn chết. Tần Hiên đặt dao lên phía trước, tên đầu chọc chưa kịp làm gì đã ăn phát dao. Tần Hiên vỗ mặt tên đầu chọc, tao đến tiễn để mày đi cho nhanh. Đầu chọc kia vô cùng kinh hãi, nói đánh là đánh, không nói gì cứ thế chém tới là đạo lý gì chứ. Máu tươi chảy ra, đầu chọc ngã xuống đất. Đầu chọc nhìn chằm chằm Tần Hiên, mày, sao mày? Tần Hiên vung dao cắt đứt hít hầu của gã. Đầu chọc có chết cũng không hiểu tại sao mình chết. Đại hổ và đại lang lạnh cả sống lưng, tỉnh rượu nhanh chóng. Nhìn đám người hùng hổ sau lưng Tần Hiên, hai người biết, lần này không ổn rồi, Tần Hiên tới là để giết người. Đại hổ cắn răng, họ Tần kia, mày muốn gì? Tần Hiên rút đao ra, đá tên đầu chọc đã chết sang một bên. Anh ta lạnh nhạt nói, hình như tao đã gửi tối hậu thư rồi mà nhỉ. Mày nghĩ mày là ai? Sắc mặt đại hổ tái mét,
dù biết người kia tới giết người nhưng hắn ta vẫn cứng miệng, hôm nay rơi vào tay mày là do chúng tao đen đủi, nhưng chuyện ở thành phố Giang Tư này không đến lượt mày quản. Ngon thì tay đôi một trận. Thế nào? Tần Hiên cười nhạo, có phải não mày bị kẹp cửa? Ai muốn đấu đơn với mày chứ? Trong thế giới ngầm của thành phố Giang Tư này, tao muốn quyết định đấy. Tần Hiên hất mặt ngạo nghễ cười lạnh. Có Giang Hải là chỗ dựa ở phía sau, Tần Hiên chả sợ cái gì, huống hồ hiện giờ thất hồn còn đang đứng ở đằng sau mình. Tuy nói là cáo mượn oai hùng, nhưng Tần Hiên đúng là có tư cách để ngang ngược kiêu ngạo. Pha làm màu này khá tốt. Đại hổ rút ra một con dao găm, chuẩn bị tư thế, mày phải giết cho chết tao, nếu không mày chỉ có một đường chết. Mày nghĩ tao tới cường mày chắc. Tần Hiên mới vừa mở miệng, thì có một bóng người lướt qua. Thất hồn hành động rồi, một tiếng kiếm vang lên, đại hổ cúi đầu nhìn ngực của chính mình. Trên ngực đã xuất hiện một cái lỗ, máu tươi tuôn ra. Đại hổ ngã xuống đất, cơ thể co rúm, gắt gao nhìn chằm chằm thất hồn, sắc mặt sợ hãi cực độ. Anh ta thấy hình thiên thần sa đọa bằng máu trước ngực thất hồn, yết hầu giống như bị cái gì đó chặn lại, tầm mắt dần dần mơ hồ. Tần Hiên xoay đầu nhìn về phía Đại Lang. Đại Lang cả người run rẩy, một dòng nước ấm chảy từ ống quần xuống đất. Đây, quá tàn nhẫn. Từ lúc Tần Hiên bước vào cửa, chỉ nói mấy câu mà đã giết chết hai người. Nhìn về phía thất hồn, Đại Lang sợ hãi tột độ, anh ta là người sao? Người có thể nhanh như thế sao? Không ai thấy thất hồn đã dùng vũ khí gì để xử lý đại hổ. Chapter 47 gặp lại Bách Lý Hưng. Đại ca, tôi làm ngay, tôi dẹp cơ sở kia ngay, không không, tôi không cần chúng nữa. Tần Hiên đi về hướng Đại Lang, âm thanh phát ra từ Tần Hiên như âm thanh tử thần đang kêu gọi. Đại Lang cuống quýt quỳ xuống, đầu đập xuống nền đất. Biểu hiện của Tần Hiên có gì giống xã hội đen chứ, nó giống mấy tay thổ phỉ hơn. Một lời không hợp thì sẽ lấy mạng người đó luôn. Đại ca, vừa rồi tôi đã gửi tin nhắn cho anh rồi, tôi sẽ nghe lời anh, nghe lời anh. Xóa sổ toàn bộ cơ sở kinh doanh ngầm ở thành phố Giang Tư cho tao. Từ nay về sau, tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Trên tôi còn có cha mẹ già, dưới còn có con thơ, đại ca xin anh tha cho tôi. Tần Hiên nhìn thất hồn, Giang Hải không có ở đây, thất hồn là người quyết định. Thất hồn không có chút biểu cảm dư thừa nào, loại người trâu chó như thế này anh ta còn lười nhìn đến. Tần Hiên cười lạnh, dù sao mày cũng đã gửi tin cho tao, có thể tha mạng cho mày. Nhưng, Tần Hiên làm động tác như đang đếm tiền. Đại Lang nào dám nói không, giữ được tính mạng mới là quan trọng nhất. Chỉ cần giữ mạng này, anh cần gì muốn gì đều được. Tần Hiên vừa lòng gật đầu, nói với Kim Thâu, tìm hai người, đưa anh Đại Lang về lấy tiền đi. Không biết Kim Thâu lấy từ đâu ra một đoạn dây thừng, cười gian tiến lên, khoác vai Đại Lang mỉm cười nói, anh Đại Lang. Thành thật một chút, đừng dở trò khôn lỏi. À, nghe đại ca nói vợ anh rất trẻ đẹp, còn là sinh viên đúng không? Anh Đại Lang, có phải sinh viên rất tươi mới? Không, không có, Đại Lang lắp bắp, không biết gì. Kim Thâu vỗ mặt Đại Lang, thật, vậy ý anh là đại ca tôi nói bậy. Vẻ mặt Đại Lang trở nên xấu xí, nói không nên lời, cười còn khó coi hơn khóc. Không, không không, đại ca nói gì đều đúng. Nếu cậu thích tôi, có thể. Đại Lang run lập cập, tự nguyện dâng vợ. Mặc dù vì tính mạng mà phải dâng vợ mình, nhưng bảo gã phải chính miệng nói ra thì đúng là rất khó, như vậy thì đúng là nhục đến mức sống không bằng chết nữa. Tần Hiên nhìn thất hồn, cảnh tượng này cũng không phải là hiếm thấy. Ở trong giới này, trước giờ chỉ khuất phục trước nắm đấm thôi chứ làm gì có quy tắc gì đâu. Rất nhiều lúc, đàn bà chính là chiến lợi phẩm. Nhưng Giang Hải không phải là loại người sẽ dùng vũ lực để áp bức kẻ khác, hơn nữa anh cũng đã đặt ra cho bọn họ một ít quy tắc rồi. Tuyệt đối không cho phép cướp vợ kẻ khác, nếu ai dám cưỡng ép bắt vợ kẻ khác thì Giang Hải sẽ lột da bọn họ. Ánh mắt thất hồn lạnh như băng, Tần Hiên trầm giọng, Kim Thâu, đừng quên quy tắc. Lại quay ra nói với Đại Lang, lập tức rời khỏi Giang Tư, tao gặp lại mày thì ngày đó nhà mày bị diệt. Hiểu chưa? Đại Lang đồng ý, gật đầu như gà mổ thóc. Kim Thâu cũng không dám tiếp tục đùa Đại Lang, những lời này nếu để Giang Hải biết được thì chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt gì. Tóm tóc Đại Lang, anh Đại Lang, tiền của anh giấu ở đâu? Chúng ta cùng đi lấy. Lúc rời đi, trên tường xuất hiện những tội trạng của ba người với đôi cánh thiên sứ được vẽ bằng máu. Thành phố Giang Tư, từ đó không còn bóng dáng của các lão đại kia nữa. Từ đó trở đi,
còn lưu truyền một câu nói, cấm tất cả những cơ sở kinh doanh ngầm, lách luật. Đây chính là sự ngang ngược của thiên thần sa đọa. Thế lực xã hội đen của thành phố Giang Tư chấn động một phen. Bởi vì, thiên thần sa đọa quá kinh khủng, thiên thần sa đọa chưa từng thất thủ, mà Tần Hiên chính là người phát ngôn của thiên thần sa đọa. Nếu ai đó nghi ngờ lời nói của thiên thần sa đọa, kết cục của anh em Hồng Tam Lão cùng đám người Thiết La chính là tấm gương tốt nhất. Không chỉ vậy, cái chết của ông Lương cũng thế, mọi người còn luôn tin ông Lương ở Giang Tư cũng ít nhiều có quan hệ với võ giả. Ông Lương cũng chết trong tay thiên thần sa đọa, hơn nữa, còn chết rất thảm. Trong phòng tổng thống ở tầng cao nhất của khách sạn Thiên Nha, Lan Kiều chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người, tóc đen rủ xuống, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người đã đợi rất nhiều ngày rồi, nhưng Giang Hải vẫn không xuất hiện. Nhưng cô ta không dám không đợi, Giang Hải tức giận, lúc đó Lan gia chắc chắn sẽ trở thành cho bụi. Hai ngày trước bác của Lan Kiều là Lan Khoa đã mang theo vài cao thủ về thành phố Giang Tư. Nhưng còn chưa vào được Lan gia thì đã bị đánh cho tan tác. Người ra tay chỉ để lại một câu nói, người của Lan gia không được phép rời khỏi Lan gia nửa bước. Giang Hải đây là muốn giam lỏng toàn bộ Lan gia. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng thì Lan Khoa đã bị chặt đứt một tay. Lan Khoa ôm cánh tay khóc nháo, ông ta không có rời khỏi Lan gia, mà là vừa trở về mà. Lan Kiều nhìn về phía cánh của khép hờ, đúng là Giang Hải đang vào. Trên đường quay trở về Hoàng Kim Giáp Lân, Giang Hải nhận được một tin nhắn của Lan Kiều. Cô ta không chịu nổi, nhưng Giang Hải lại như đang giày vò cô. Có thể động thủ nhưng anh lại không xuống tay, khiến cho người ta phải nhấm nháp nỗi sợ. Lan Kiều mắng Giang Hải bất lực, là một tên đàn ông mà lại không được. Đang muốn khích tướng Giang Hải, sao anh có thể không biết chứ, nhưng cô ta thật không ngờ, Giang Hải lại mang thêm một người tới. Hóa ra Giang Hải đã sớm tính toán trước cho Lan Kiều, im lặng muốn xem Lan Kiều sẽ giở trò hèn hạ gì, sau đó lại đi gặp một người khác. Sao, cần tôi dậy phải làm gì? Giọng Giang Hải lạnh như băng. Vẻ mặt Lan Kiều tái nhợt, Giang Hải ghê tởm ghét bỏ. Lan Kiều luôn nhớ cảnh Giang Hải hèn mọn năm đó, trong mắt tràn đầy dữ tợn và căm hận. Nhìn Lan Kiều làm Giang Hải nhớ tới Giang gia đã bị diệt ra sao. Thân thể Lan Kiều run lên, cứng đờ, chậm rãi quỳ xuống, bộ dáng như bị làm nhục nhìn về phía Giang Hải. Ngẩng đầu cao lên, Giang Hải ra lệnh. Lan Kiều ngẩng đầu, cố tươi cười hùa theo, cố hết sức che sự chán ghét và giận dữ trong lòng. Lan Kiều ngẩng đầu lên, bày ra dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng. Cô ta nghe nói, đàn ông đều thích đàn bà dịu dàng như nước. Bộ dáng này của cô ai cũng sẽ thấy thương tiếc, đều sẽ nhào ngay đến. Nhưng Giang Hải không như vậy, anh vẫn im lặng đứng đó. Giang Hải rất muốn đẩy từng người của Lan ra xuống biển để tế cho vong hồn của mẹ mình. Đi đến trước mặt Giang Hải, trong lòng Lan Kiều biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì, cô ta cố nén nước mắt cùng oán hận đối với Giang Hải, cố gắng bày ra vẻ mặt nịnh nọt. Cô ta vươn tay ra định đóng cửa. Giang Hải ngăn lại, khịt khịt mũi, mùi thơm xử nữ trên người cô ta. Anh cười miệt thị, tôi thích mở cửa. Cô cứ tiếp tục diễn đi. Lan Kiều không dám chần chờ, chậm rãi vạch khăn tắm, lộ ra thân thể tuyết trắng mà đàn ông đều ham muốn. Tung bay hồ nhảy múa, vẻ mặt Giang Hải lạnh như băng, yên tĩnh thưởng thức. Một đôi tay run rẩy duỗi về phía đai lưng của Giang Hải. Lúc này khóe miệng Giang Hải lộ ra nụ cười gian xảo. Hôm nay tôi không thích. Nói xong, Giang Hải xoay người đi. Đôi mắt của Lan Kiều tức tới mức muốn nổ tung, không che nổi sự ác độc trong ánh mắt. Nếu có thể, cô ta nguyện cùng Giang Hải đồng quy vu tận. Giang Hải không chỉ dẫm đạp lên tôn nghiêm của cô ta, mà còn muốn đày đọa cô ta, đạp nát sự cao quý, đoan trang của cô ta. Đây đúng là loại giày vò vô tận, trừ phi Giang Hải chơi chán. Nhưng cô ta lại không thể làm được gì. Lan Kiều chỉ có một cơ hội ám sát Giang Hải, nếu thất bại thì chính là kéo cả Lan ra cùng chôn theo. Dựa vào tính cách của Giang Hải thì anh sẽ không diệt Lan ra đơn giản như vậy, mà sẽ khiến cho họ sống không bằng chết. Lan Kiều vẫn chưa dám rét ai, vì sợ. Giang Hải muốn xoay người đi, Lan Kiều còn không bằng một con vật nuôi. Không, Lan Kiều bất chấp liêm sỉ, ôm lấy người Giang Hải. Cô ta không có lựa chọn nào, chỉ có thể dâng bản thân lên mới có thể đổi lấy được Lan ra. Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho Giang Hải thả lỏng cảnh giác, Lan Kiều mới có cơ hội giải quyết Giang Hải. Lan Kiều cũng không dám chắc anh chơi xong thì có giữ lời hay không. Cô chỉ biết cách duy nhất bây giờ là làm theo yêu cầu của Giang Hải. Chỉ cần bỏ qua Lan ra, anh muốn gì cũng được.
Đừng đi, tôi thề, cả đời này. Giang Hải đá mạnh vào Lan Kiều. Lan tiểu thư là ai chứ? Là nữ thần trong mộng của mọi người. Ai biết cô ti tiện hèn mọn như hôm nay chứ? Tính nết kiêu căng của cô đâu rồi? Ngạo mạn của cô đâu? Xin tôi, cô chưa đủ tư cách. Cô quên mối thâm thù đại hận của Lan gia và Giang gia sao? Lan Kiều, ở trong mắt tôi cô chỉ là một người đàn bà độc ác mà thôi. Năm đó cô coi tôi như một con chó, bây giờ tôi chỉ đang cho cô nếm chịu nỗi nhục năm đó tôi phải chịu thôi. Xin tôi, đừng nói tới tư cách, ngay cả mở miệng nói câu đó cô cũng không xứng. Giang Hải kích động, ánh mắt lộ ra sát ý, hận không thể lập tức giết sạch tất cả người Lan gia. Giang Hải kiên quyết rời đi. Từ nhỏ đến lớn, Lan Kiều luôn vô cùng tự tin vào nhan sắc của mình. Nhưng khi đối mặt với Giang Hải, cô ta mới biết rằng, đứng trước mối thù giết người thân thì sở thích hay tính cách đều chẳng là gì. Kéo khăn tắm qua, che đi thân thể của mình. Lan Kiều từ trước đến nay đều vô cùng mạnh mẽ, kiên cường, giờ lại tủi nhục khóc lóc. Ở đại sảnh của khách sạn, Bạch Lý Hưng đang nghỉ ngơi, đến khi Giang Hải ngồi vào vị trí đối diện mới chậm rãi mở mắt ra. Thật ra người biết được thân phận của Giang Hải đã chẳng có mấy người rồi, mà người vừa biết thân phận của anh lại vừa có thể dửng dưng như vậy thì càng hiếm. Bạch Lý Hưng chính là một trong số ít đó. Giang Hải lười biếng ngồi xuống, híp mắt, trên bàn đặt chén trà và một số thức khác. Trận pháp. Ở phương Đông, dù là uống trà hay đơn giản ngắm hoa cũng tạo được trận. Mỗi thứ trên bàn đều có ý nghĩa riêng, đều có những mục đích nhất định. Chỉ đơn giản uống trà, ăn món, hoặc bày ly cũng có khá nhiều ẩn ý rồi. Giang Hải vờ không hiểu. Giang Hải nghĩ uống một chung trà ngay gần phía Bạch Lý Hưng. Dù Giang Hải mang ơn ông, nhưng luôn có giới hạn. Nếu là cứu mạng của Bạch Lý Hưng anh sẽ làm. Về phần những việc khác, Giang Hải không làm được. Bạch Lý Hưng sẽ không vay tiền, còn liên quan người nhà Bạch Lý Hưng, chính là người Bạch gia, Giang Hải chỉ hận không thể giết sạch toàn bộ bọn họ. Vấn đề trước mắt, Giang Hải cũng sẽ không giúp. Bạch Lý Hưng đến thành phố Giang Tư, tám phần là đến vì Lan gia. Giang Hải, chú mời cháu uống hai chén trà. Nể mặt chú được không? Chapter 48 dứt ân tình. Giang Hải nhíu mày, dừng tay lại, chú Bạch, có lẽ chú lớn tuổi nên lẫn chăng? Đúng, trí nhớ kém rồi, già rồi mà. Bạch Lý Hưng mỉm cười tinh ranh. Giang Hải cười, đứng dậy, chú già ư. Chú Bạch, nếu là chú tôi sẽ toàn lực, nếu là chuyện khác thì tôi không thể. Nói xong, Giang Hải muốn rời đi, Bạch Lý Hưng luôn muốn kéo Bạch ra vào, mục đích cũng chỉ muốn bảo vệ Bạch ra. Bạch Lý Hưng chậm rãi nói, đất Giang Tư này của cháu rồi, quan gia kia có thể bỏ qua không? Quan gia, Giang Hải kỳ quái nhìn Bạch Lý Hưng. Lẽ nào Bạch Lý Hưng không phải đến vì Lan gia? Biểu cảm anh thay đổi, Giang Hải hiểu rồi, hóa ra quan gia đang làm việc cho Bạch gia. Anh gật đầu, lại ngồi xuống, được rồi, tôi cũng thấy hơi khát. Nâng ly thứ tư lên, uống một nửa. Vậy Lan gia, Bạch Lý Hưng bình tĩnh. Giang Hải lập tức nói, chú Bạch, chú nghĩ tôi dễ nói chuyện thế ư? Bạch Lý Hưng có ơn đối với Giang Hải, nhưng đây cũng không phải là lý do để đòi hỏi. Được nước lấn tới chỉ làm cho người khác thấy ghét thôi. Bạch Lý Hưng nói, Bạch gia sau này chú không nhắc không quản, chỉ là lần này. Giang Hải nói, được, Lan gia muốn sống sót, tôi sẽ nể mặt chú Bạch. Tha cho Lan gia cũng được, có điều không đơn giản như vậy. Bắt đầu từ hôm nay, tôi bảo Lan Kiều làm việc gì thì cô ta phải làm việc đó. Cả việc tôi bảo cô ta đi ngủ với một kẻ ngốc, cô ta cũng phải vui vẻ mà làm. Dùng một mình Lan Kiều thay thế cho cả Lan gia, vụ kinh doanh này cũng không lỗ vốn. Có đồng ý hay không, toàn bộ đều do Lan gia thôi. Lan gia ở thành phố Giang Tư đã mục nát rồi, Lan gia nếu như mất đi Lan Kiều nữa thì sẽ giống như bị gãy mất một chân vậy. Đè ép Lan Kiều, là có thể dồn ép Lan gia đến chết. Báo thù, không nhất định là ngươi sống ta chế, Giang Hải thích từ từ vạch trần, làm đối phương triệt để tuyệt vọng. Điều quan trọng là... Lan gia thành phố Giang Tư chẳng qua chỉ là một quân cờ của Lan Nhã Cát. Năm đó, dù không có Lan gia thì cũng sẽ có Trương gia, Lý gia, về cơ bản người có thù với Giang Hải chính là Lan Nhã Cát. Lan gia phía Bắc mới chính là mục tiêu của Giang Hải. Những con tốt ở thành phố Giang Tư này, chẳng qua là giúp cho Cố Uyển như dẹp sạch trở ngại, thêm suôn sẻ mà thôi. Được rồi, người trẻ luôn có hứng thú mới. Bạch Lý Hưng cho rằng Giang Hải đã nhìn trúng nhan sắc của Lan Kiều. Có được mấy người không động lòng trước sắc đẹp chứ?
Mặc dù địa vị Giang Hải là đế vương cao quý như vậy thì cũng là một người đàn ông mà thôi. Bách Lý Hưng nhẹ giọng nói, tôi thay Lan gia đồng ý. Giang Hải hỏi, chú Bạch tính gì thế? Bách Lý Hưng lấy ly trà đầu tiên đẩy về phía trước, thêm một ly trà, thêm chút hiên lòng. Mục đích cuối cùng của Bách Lý Hưng vẫn là bảo vệ Bạch gia. Thân phận đế vương kia, Bạch gia không dám làm bừa. Mà Bạch gia, cũng chỉ có Bách Lý Hưng là lá bài duy nhất. Giang Hải do dự, nhưng vẫn nâng ly trà lên, chú Bạch, tôi nghĩ xong rồi, uống hết ly trà này giữa chúng ta chỉ có tình người chứ không có ân tình nữa. Bách Lý Hưng gật đầu, Giang Hải lại nói, người không phạm ta thì ta không phạm người, nhưng nếu... Giang Hải còn chưa nói hết, Bách Lý Hưng đã tiếp lời, nếu có người tự ý khiêu khích, chú cũng không có gì để nói. Anh bỏ tách trà xuống, chú Bạch, giữ gìn sức khỏe. Vài chữ ngắn gọn, không chỉ là lời tạm biệt với Bạch Thần, mà cũng là lời tạm biệt với Giang Hải của trước đây. Từ giờ về sau, Giang Hải sẽ không quan tâm đến cảm nhận của Bách Lý Hưng nữa. Nếu như Bạch gia còn làm bừa, Giang Hải cũng sẽ không nương tay. Giang Hải, ông ấy nghe nói cháu đã kết hôn. Bách Lý Hưng vừa nói, Giang Hải ngắt lời, đừng nhắc đến ông ấy, tôi có thể nghĩ lại chuyện vừa rồi đấy. Đế vương hủy giao ước, ai dám nói gì? Bách Lý Hưng chỉ có thể thở dài. Lan Kiều trở về Lan gia, bước đi không vững. Lan Kiều có thể nghĩ ra, Giang Hải sẽ sỉ nhục cô ta, chà đạp cô ta. Giống như năm đó, Lan Kiều đã giẫm đạp lên đầu của Giang Hải. Chị, sao chị lại về rồi? Lan Gia Thác nhìn thấy Lan Kiều như nhìn thấy ma. Lan Kiều không ở khách sạn, nếu Giang Hải không thấy Lan Kiều mà tức giận, thì Lan Gia chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Lan Kiều cắn cắn môi, mặt buồn bã. Từ trước đến nay, Lan Gia Thác không học hỏi cũng không có kỹ năng nhưng dù sao cũng là người em trai tốt, nhưng hôm nay, bị Giang Hải dọa tới sợ chết, lại sốt sắng muốn dâng Lan Kiều đem tặng cho Giang Hải. Tai họa đến, vì mạng sống thì tất cả đều có thể từ bỏ, có lẽ đây chính là bản chất của con người. Sắc mặt Lan Thương khó coi, không dám nhìn vào ánh mắt của con gái, vì Lan gia phải để cho con gái đi hiến thân, Lan Thương cảm thấy có lỗi với liệt tổ liệt tông. Các con, Lan Thương cau mày. Sắc mặt Lan Kiều bình tĩnh như thường, không biểu cảm dư thừa. Nó nói sao? Lan Thương lại hỏi. Con gái cũng tặng đi rồi, hy vọng Giang Hải có thể tha cho Lan gia một con đường sống, so sánh với Lan gia thì an nguy của một mình Lan Kiều không còn quan trọng. Lan Kiều hít một hơi thật sâu, thất vọng về cha và em trai, yên tâm, anh ta chỉ cần con. Nói xong, Lan Kiều quay người về phòng. Không ai để ý, những giọt nước mắt từ khóe mắt Lan Kiều từ từ lăn xuống. Còn Lan gia Thác lộ ra nét vui mừng, nếu không phải hai tay đang bó bột thì có thể đã vui tới mức múa may quay cuồng. Lan Thương nhìn theo bóng lưng gầy của con gái, nặng nhọc thở dài. Đúng là nhượng đất, bồi thường, ép gả, là ba điều đáng xấu hổ nhất. Đứa con gái từng là niềm tự hào của Lan gia, giờ trở thành trò tiêu khiển của người khác. Nói đúng là dâng hiến để cầu xin, Giang Hải sẽ không xem Lan Kiều như một con người. Suy nghĩ hồi lâu, Lan Thương mới thở phào nhẹ nhõm. Mối tai họa này cũng coi như đã qua rồi. Ít nhất Lan gia tạm thời vẫn an toàn. Sẽ có một ngày Lan gia sẽ không giống như 5 năm trước, lúc đó sẽ không nương tay với Giang Hải. Về đến Hoàng Kim Giáp Lân đã rất muộn, Cố Uyển như đang ôm một cuốn sách lơ đễnh đọc. Nghe thấy tiếng mở cửa, cô giật mình giả vờ như chăm chú đọc sách. Giang Hải cười, phải đi ngủ rồi, vợ ơi. Ngoặc kép ngoặc kép. Vợ. Cút. Cố Uyển Như rất muốn hỏi Giang Hải đã đi đâu, nhưng lại sợ nói ra rồi liệu có bị Giang Hải hiểu lầm rằng cô đang quan tâm đến anh không? Đối với người tự luyến như Giang Hải, chắc chắn sẽ hiểu vậy. Hay là bản thân đã thật sự thích anh ấy rồi? Cố Uyển Như cắn môi, không nói ra trong lòng vừa khó chịu, lại có chút chua xót. Bản thân quan tâm anh, nói đúng là cô lo lắng Giang Hải ở bên ngoài ăn vụng. Giang Hải và Lan Kiều có quan hệ gì? Vợ ơi, em thật sự đọc sách. Giang Hải nhắc nhở. Cố Uyển Như đỏ mặt, vứt sách, cần anh quản sao? Ngày hôm sau, Giang Hải vừa mới dừng xe, Tiểu Thanh vợ nhỏ của Cố Tùng đã vội vã tìm tới Cố Uyển Như. Uyển Như, tôi muốn nói với cô chút chuyện, về ông ngoại cô. Tiểu Thanh có vẻ rất lo lắng. Giang Hải nhíu mày, đối với người Cố gia anh đều không có ấn tượng tốt. Mặc dù Tiểu Thanh không phải người Cố gia, nhưng trong ánh mắt toàn là toan tính, Giang Hải không thích. Cố Uyển Như hỏi, chị Tiểu Thanh, xảy ra chuyện gì? Dựa theo tuổi tác gọi một tiếng chị cũng không sai.
nhưng khuôn mặt Tiểu Thanh đột nhiên trầm xuống, cô nên gọi tôi là bà ngoại rồi. Bà ngoại, khuôn mặt của Uyển Như tràn đầy bối rối, lại nhìn sang Giang Hải tỏ ý mình không nghe nhầm đấy chứ. Mấy ngày trước tôi và Cố Tùng đã kết hôn, Tiểu Thanh lấy ra một cuốn sổ màu đỏ, đưa Cố Uyển Như xem, cô xem đi. Cố Uyển Như cười hơn mếu, nếu như nói Tiểu Thanh không phải vì ham tài sản thì chắc chắn là bị điên. Chị Tiểu Thanh, tôi còn có việc, không nói chuyện với chị được nữa. Nói xong, Cố Uyển Như vội bước lên lầu. Bà ngoại, con người đúng là thèm tiền thèm đến điên rồi. Tiểu Thanh vội giữ cô lại, Uyển Như, ông ngoại cô xảy ra chuyện rồi, bây giờ chỉ có cô mới có thể cứu ông ấy, những người cậu đó của cô, không tìm thấy người nào hết. Cố Hiển không biết chạy đi đâu rồi, Cố Hạo Dân thì không xuất hiện. Cố Thiết Huy bị Cố Thụy Long chơi xấu, không biết đã đi đâu rồi, cứ cho là Tiểu Thanh tìm ra được Cố Thiết Huy đi nữa, Cố Thiết Huy cũng sẽ không đi thăm Cố Tùng. Xảy ra chuyện gì? Cố Uyển Như căng thẳng hỏi. Dù sao thì Cố Tùng cũng là ông ngoại của cô. Mặc dù nhiều chuyện xảy ra, nhưng một cô gái lương thiện như Cố Uyển Như không thể mặc kệ được. Cố Tùng, hu hu, Tiểu Thanh lại khóc òa lên, vừa khóc vừa nhìn Cố Uyển Như, nói là khóc nhưng không nhỏ một giọt nước mắt nào. Là làm sao? Cố Uyển Như sốt ruột. Giang Hải cau mày, đại khái đã đoán ra. Tính toán thời gian, Cố Tùng cũng đến lúc phát bệnh rồi. Có điều theo lời nói của Tiểu Thanh thì Cố Tùng chưa chết. Giang Hải kéo Cố Uyển Như nói, anh đoán là lại bị bệnh. Ôi, cháu dễ đoán đúng rồi. Cố Tùng, ông ấy, chắc tôi không sống nổi nữa. Khuôn mặt Giang Hải trầm xuống, người phụ nữ đáng chết này, thật là kinh tởm, lại dám nhảy lên đầu anh ngồi luôn rồi, dám gọi anh là cháu. Chị Tiểu Thanh, chị nói rõ đi, nếu như không nói thì tôi đi đây. Cố Uyển Như có chút khó chịu. Gọi một cú điện thoại hỏi không phải là xong rồi sao? Tiểu Thanh khóc nức nở, ngắt quãng nói, Cố Tùng đột nhiên đổ bệnh rồi, Thụy Long không cho tôi chăm sóc ông ấy, còn đuổi tôi ra ngoài. Uyển Như, cháu cũng biết đó, ông của cháu cần có người ở bên cạnh chăm sóc. Hơn nữa, Thụy Long lại, ngược đãi Cố Tùng. Cái gì? Cố Uyển Như nắm chặt nắm tay. Tiểu Thanh chỉ vào vết bầm trên mặt mình, cháu nhìn xem, đây là do Cố Thụy Long đánh tôi. Vì là phụ nữ yếu đuối, tôi không thể làm gì được. Không biết ông cháu giờ chịu ngược đãi ra sao? Sắc mặt Cố Uyển Như đen lại. Những người cậu này, không ai đàng hoàng, trước đây sốt sắng chăm sóc Cố Tùng đều là bởi vì tranh đoạt tài sản. Nhưng hôm nay, toàn bộ cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị đã bị chuyển giao đi, cứ cho là Cố Tùng không bị bệnh thì cũng chẳng có ai chăm lo cho ông ấy. Tiểu Thanh nhanh chóng nói, Cố Thụy Long bức ép Cố Tùng phải chuyển hết cổ phiếu của tập đoàn Cố Thị. Bây giờ tập đoàn Cố Thị là của một mình Cố Thụy Long rồi. Có tiền hay không có tiền, Cố Uyển Như không quan tâm, điều cô quan tâm chính là ông ngoại. Cố Uyển Như xoay người bước lên xe, không được, tôi phải đi xem ông ngoại. Tiểu Thanh đuổi kịp theo cô lên xe. Giang Hải kéo cô ta xuống, cô không cần đi với chúng tôi đâu. À, cháu dễ nói kìa, tôi là vợ hợp pháp của Cố Tùng cơ mà. Sắc mặt Giang Hải trầm xuống, tôi nói không là không. Kết hôn được vài ngày, lẽ nào cũng muốn chia tài sản sao? Sao tôi lại không thể chứ? Tiểu Thanh ậm ừ, quãng thời gian này, là tôi luôn chăm sóc cho Cố Tùng mỗi ngày. Giang Hải cười lạnh. Tôi lười phải quan tâm, cần tài sản muốn tìm ai thì tìm người đó. Đừng có tìm ở chỗ tôi. Hiểu chưa? Giang Hải lạnh lùng hung ác, Tiểu Thanh bèn che miệng lại. Lên xe, Giang Hải kéo tay Cố Uyển Như, vợ à, đi vậy có chút không ổn. Lời cô ta nói cũng không thể tin hoàn toàn. Anh đề nghị hỏi thử cha mẹ. Cố Uyển Như im lặng. Giang Hải biết, chuyện này có chút khó khăn, Cố Vân Lệ còn trọng tình cảm hơn cả Cố Uyển Như. Chapter 49 Cố Tùng điên rồi. Vừa nghe Cố Tùng bị bệnh, biểu cảm của Cố Vân Lệ thay đổi nhưng chỉ là thoáng qua. Không phải khỏi rồi sao? Sao lại như vậy? Mẹ phải đi. Biệt thự Luxury. Ông Trương canh giữ cổng đã ngăn cản nhóm người Cố Vân Lệ. Bác Trương, tôi đến thăm cha tôi, bác ngăn cản tôi làm gì, giọng nói của Cố Vân Lệ rất nhỏ nhẹ, thái độ khách sáo. Ông Trương ngồi trên ghế, không thèm ngẩng đầu nhìn Cố Vân Lệ. Ông chủ đã đuổi cô ra khỏi nhà, cô đi đi. Cô cùng Cố gia không còn quan hệ gì. Là con gái của Cố Tùng, Cố Vân Lệ muốn vào nhà mà phải hạ giọng cầu xin một người canh cửa. Bác Trương, tôi cũng không vào được, Cố Uyển Như hỏi. Cô, ông Trương ngẩng đầu lên, cô chẳng phải cũng bị đuổi đi rồi sao? Còn tưởng mình là Cố đại tiểu thư.
Sắc mặt Cố Uyển như khó chịu, chân vẫn muốn bước qua cửa. Tôi có phải Cố đại tiểu thư hay không cũng không tới lượt ông lên tiếng. Tôi đến thăm ông ngoại, không liên quan gì đến ông. Ông Trương đứng dậy, ngậm tẩu thuốc, tôi nói không được vào là không được vào. Bác Trương, Cố Vân Lệ nôn nóng muốn khóc, vẻ mặt cầu khẩn. Cố Uyển như kéo tay mẹ, định lao vào trong. Mẹ, mặc kệ ông ta, chúng ta đến thăm ông ngoại ai cũng không quản được. Ông Trương chặn trước Cố Uyển như quản, hôm nay tôi nhất định phải quản đó. Ông ta quay đầu lại, hét lớn vào trong biệt thự, mau ra hết đây, có người làm loạn. Rất nhanh, trong phòng có bốn người bảo vệ, vừa nhìn đã biết không phải người tử tế gì. Giang Hải mỉm cười, tiến. Về trước hai bước kéo tay Cố Uyển như, mặt ông Trương ngẩng cao, ai không biết còn tưởng ông ta là chủ nhân của nơi này. Ông ta nói với người bảo vệ, ông chủ đã nói rồi, không cho ai vào. Đánh bọn họ ra ngoài. Hai tên bảo vệ vừa ra cửa nhìn thấy Giang Hải, chân liền trượt lại, một người loạng choạng suýt ngã. Giang Hải là kẻ tàn nhẫn đã đá bay Cố Hữu, lúc đó còn một phát hất bay bọn họ. Mới vừa khỏe lại, sao Giang? Hải lại đến nữa rồi. Đây là người mà anh em Cố gia còn không dám dây vào, mấy người bảo vệ này làm sao đủ can đảm, chân như đeo chỉ không dám tiến lên một bước. Còn đứng đó làm gì? Bác Trương gõ gõ cái tẩu thuốc, đuổi bọn chúng ra ngoài đi. Bác Trương, anh ta, một tên bảo vệ lắp ba lắp bắp nhìn Giang Hải nói. Tôi không mù, sao lại không biết? Ông Trương quát, sao nào? Đến cả lời của Cố chủ tịch mà các cậu cũng không nghe sao? Giang Hải cười lạnh, lão già này, mắt ông là mắt chó à? Một lão già canh cổng mà còn ngông cuồng như vậy, có thể thấy được địa vị của gia đình Cố Uyển như trong Cố gia thấp tới mức nào? Anh nhìn bảo vệ, cút. Bảo vệ nào dám giả mồm, nhanh chóng đứng sang một bên nhường đường. Uyển Như, mọi người vào trước đi. Giang Hải nói. Cố Uyển Như kéo theo Cố Vân Lệ vào trong. Các người không thể vào. Ông Trương bước đến chặn phía trước. Giang Hải nắm lấy cổ áo của ông ta, quăng qua một bên. Ông ta ngã chỏng gọng, không ngồi dậy được, miệng mắng chửi. Giang Hải nói, bảo Cố Thụy Long có nửa tiếng tới đây. Lúc này, Cố Nhất đã bị Giang Hải vứt đến đống gạch ở công trình, con trai chính là tất cả đối với Cố Thụy Long. Ông ta dám không tới. Nhìn hai tên bảo vệ tay chân đã mềm nhũn, hiểu không? Được, tôi, gọi, một tên bảo vệ nhanh chóng lấy điện thoại. Ra. Giang Hải bước vào cửa. Hai tên bảo vệ anh nhìn nhau, lại nhìn ông Trương đang nằm trên mặt đất. Cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Cố. Tên bảo vệ cất điện thoại trở lại túi. Để Giang Hải tiến vào như vậy, bọn họ sẽ phải trách nhiệm. Nhưng nếu không để cho Giang Hải đi vào, chính là muốn chết. Tôi không gọi, hai tên bảo vệ cùng nhìn ông Trương. Sắc mặt ông Trương tái mét, ngã đau nên không còn sức lực. Giang Hải nói, đưa điện thoại cho tôi. Cố Thụy Long đang nhấp ly rượu vang, đứng trước cửa sổ, sắc mặt tái nhợt. Sau lưng là cô thư ký Kiều Mị. Ông quay người hỏi, tìm ra chưa? Cố chủ tịch. Tìm khắp nơi, nhưng mà cậu chủ. Vô dụng, toàn là một lũ vô dụng. Ly rượu vỡ nát, Cố Thụy Long hận không thể bóp chết Giang Hải. Vốn dĩ mọi thứ đều tốt đẹp, tất cả đều trong tầm kiểm soát. Từ khi Giang Hải xuất hiện, mọi việc đều không suôn sẻ. Hiện giờ Cố Vân Lệ đã nắm 30% cổ phần, Cố Nhất lại bị Giang Hải bắt đi. Không trừ Giang Hải, những cổ phần ấy e là không lấy lại được. Nhưng vấn đề là làm sao mới có thể diệt được Giang Hải. Chủ tịch, ngài đừng quá nôn nóng, sớm muộn cũng sẽ tìm ra thôi. Cố Thụy Long u ám, bỗng nhiên thú tính nổi lên, gã xé toang bộ đồ đồng phục trên người cô thư ký N. Ở trước mặt tôi còn ăn mặc kín đáo làm gì? Cô thư ký cười kiều mị, những ngón tay nhẹ nhàng vòng qua trước ngực Cố Thụy Long. Chủ tịch A, anh không thích em như vậy sao? Đè cô thư ký xuống bàn, điên cuồng cắn xé, bây giờ tôi sẽ khiến em sướng chết. Cô thư ký vặn vẹo eo nhỏ ậm ừ, ai ra, anh thật hư. Điện thoại reo, thư ký nhỏ hổn hển nhặt lên nghe máy. Vừa nghe xong, cô ta che loa lại nhìn ông chủ. Biệt thự xảy ra chuyện rồi. Lão già đó chết rồi sao? Cố Thụy Long cười lạnh. Chờ khi nào xong việc, tổ chức cho ông ta một tang lễ. Sớm không chết, muộn không chết, đúng lúc đang sướng thì lại chết, thật là xui xẻo. Cô thư ký nhỏ uốn éo eo. Không phải, là Cố Vân Lệ vào trong, còn đánh bác Trương nữa. Bị đánh, Cố Thụy Long cau mày, lập tức nghĩ đến Giang Hải.
Cô nói gì, bọn họ sao lại đi thăm lão già đó chứ? Nếu như để Cố Vân Lệ nhìn thấy chân tướng, e là sẽ xảy ra chuyện. Không, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Cố Thụy Long giật lấy điện thoại trong tay thư ký, lớn tiếng hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì? Dám dùng Cố Nhất uy hiếp tôi sao? Sắc mặt Cố Thụy Long càng lúc càng khó coi, sau cùng đập vỡ điện thoại, chán nản ngồi sang một bên. Thư ký nhỏ uốn éo, chủ tịch, nào? Sắc mặt Cố Thụy Long kéo quần lên rồi nhanh chóng rời đi. Móc điện thoại ra và ủ rũ nói, những người chuẩn bị cho tôi đâu? Điều kiện chúng ta đều đã thỏa thuận rồi. Ngẩn người nhìn theo Cố Thụy Long đã rời đi, cô thư ký bĩu môi, miệng lẩm bẩm, đúng là vô dụng. Trong biệt thự, Cố Vân Lệ khóc lóc. Cố Uyển Như không dám nhìn thẳng. Cố Thụy Long thật không phải con người, Cố Tùng dù sao cũng là cha ruột của Cố Thụy Long mà. Trong phòng bốc mùi hôi thối nồng nặc, Cố Tùng đã không còn ra hình người nữa. Cố Tùng thần trí không tỉnh táo, toàn thân bị xích lại, nằm úp lại. Nghe tiếng mở cửa, vội vàng núp dưới gầm giường, cả người run cầm cập. Mẹ, mẹ đừng qua đó. Cố Uyển Như bịt mũi lại, kinh ngạc ôm chặt người Cố Vân Lệ. Có thể nhìn ra được, Cố Tùng sợ người, Cố Vân Lệ bước đến gần đã sợ phát run. Giang Hải bước vào cửa, cũng bị kinh ngạc một phen. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Tùng thì ông ta vẫn còn được phục vụ tử tế. Dù cho lúc đó mấy anh em Cố gia đang cạnh tranh, đều muốn có tài sản của Cố gia, trong tay Cố Tùng lại nắm giữ cổ phần của tập đoàn Cố Thị, nên phải cạnh tranh để lấy lòng. Lần thứ hai, Cố Tùng hồi phục tinh thần, kiểm soát toàn bộ. Mà bây giờ, Cố Tùng sống còn không bằng một con chó. Cố Hiển không biết đã đi đâu, Cố Hạo Dân nhập viện, Cố Thiết Huy cũng rời đi. Cố Thụy Long là kẻ đã chiếm được tập đoàn Cố Thị, hận không thể khiến cho Cố Tùng chết nhanh hơn một chút, sống vừa lãng phí lại còn cản đường. Giang Hải, anh xem ông ngoại làm sao rồi? Cố Uyển Như mắt ngấn lệ. Giang Hải nói tránh đi, bệnh về tinh thần. Trái tim của Cố Tùng bị tổn thương, ảnh hưởng luôn đến đầu óc. Còn sống được đến hôm nay, cũng coi như mạng lớn, bây giờ chẳng khác kẻ điên. Cố Vân Lệ khóc không thành tiếng, Cố Tùng bị dọa sợ hãi, vô hồn lùi về sau, dây xích siết chặt cổ họng, khuôn mặt đỏ bừng. Cố Uyển Như quay qua một bên. Cô nghĩ một chút nhìn Giang Hải, vị thần y đó có thể. Cố Vân Lệ đột nhiên ngừng tiếng khóc, kéo tay Giang Hải, Giang tiểu tử, vị thần y đó nhất định là có cách, đúng không? Đến bệnh của Nhân Hào mà ông ấy còn có thể chữa khỏi. Vừa nói, đã hạ mình trước Giang Hải, Giang tiểu tử cầu xin con. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Như vậy con sẽ tổn thọ đấy. Giang Hải đỡ lấy, nhanh chóng dìu Cố Vân Lệ qua một bên ngồi xuống. Giang Hải lắc đầu nói, ông ấy không thể cứu được nữa. Cố Vân Lệ suy sụp, Uyển Như, đưa ông ngoại con đi, người khác không nhận cha, mẹ nhận. Cố Uyển Như tiến lên trước, ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói, ông ngoại, con là Uyển Như, ông đi với con có được không? Ánh mắt Cố Tùng chỉ có hoảng loạn. Nhìn chằm chằm Cố Uyển Như, giống như nhìn thấy một con quái vật. Giang Hải nheo mắt, trong lòng thấy kỳ lạ, ngay cả khi ông ta bị gặp chuyện gì dẫn tới tâm lý sợ sệt, thì cũng không thể nào nhìn ai cũng đều thấy sợ chứ. Xem ra Cố Thụy Long đúng là không bằng súc sinh. Đối xử với cha ruột còn như vậy, súc sinh có lẽ còn không dám. Cố Uyển Như kéo Cố Tùng ra, nhưng Cố Tùng lại hoảng loạn lùi về sau, dây xích quấn lại cả người run lẩy bẩy. Lúc này, Cố Thiết Huy đột nhiên đến. Bước vào cửa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông híp mắt. Ông lập tức hét lên, Uyển Như, mày đang làm gì vậy? Tránh ra. Sau khi mất đi tất cả, Cố Thiết Huy một mình buồn bã rất lâu. Ông ta hận, hận Cố Tùng, cũng hận Cố Thụy Long và những người khác, đồng thời cũng hận Giang Hải. Mà dạo này, phát hiện Tiểu Thanh liên tục liên lạc với mình. Biết tin Cố Tùng lâm trọng bệnh, mới vội vã trở về. Mặc dù Cố Tùng không giống một người cha. Cố Thiết Huy cũng vừa oán vừa hận. Nhưng dù sao cũng là cha ruột. Mẹ mất sớm, là Cố Tùng đã nuôi dưỡng mấy anh em lớn lên. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu sự khó chịu, nhưng ơn cha làm sao có thể quên được. Nhìn thấy Cố Tùng sống không bằng một con chó, tức trào máu, đôi mắt già nua đỏ hoe. Cố Uyển Như quay đầu lại, các người chăm sóc ông ngoại như vậy đó hả? Chúng tao, Cố Thiết Huy tiến lên trước, đột ngột đẩy giường sang một bên, dìu Cố Tùng đang run lẩy bẩy dậy. Cha, sao cha lại thành ra như này? Cha, cha nhìn con này, con là Thiết Huy. Có con ở đây, không ai có thể ngược đãi cha. Đừng sợ. Ông ta quay người lại,
nhìn chằm chằm vào Giang Hải. Đều do cậu, Giang Hải, kể từ khi cậu xuất hiện, Cố gia không gặp gì tốt cả. Cậu rốt cuộc là ai hả, Cố gia có thù gì với cậu? Giang Hải cười nhạt, Cố Thiết Huy bản chất không xấu, chẳng qua là sinh ra trong gia đình như vậy, không thể không lấy mưu mô lợi ích làm trọng. Chapter 50 cái kết của Cố Thụy Long. Anh, bọn em cũng vừa mới tới. Cố Vân Lệ nức nở. Đều là do anh ba, khi nãy còn không để cho bọn em vào nhà. Cố Thiết Huy nắm chặt hai tay thành nắm đấm, còn Cố Tùng đã trốn sau lưng Cố Thiết Huy, ló ra một chút, nhìn mấy người Giang Hải một cách cẩn thận. Giang Hải nói, Cố gia làm sao liên quan gì tôi? Uyển Như bị đuổi ra khỏi Cố gia, chẳng lẽ không phải vì các người muốn sao? Ông làm tiêu tan cổ phần của tập đoàn Cố Thị, chẳng lẽ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không phải do ông ký hay sao? Cố Tùng bị đối xử ra sao thì liên quan gì đến tôi cơ chứ? Ngoài cửa vọng lại tiếng bước chân, Cố Thụy Long nãy giờ đứng ngoài cuộc bỗng dưng gào khóc thảm thiết. Cha, con về rồi cha ơi, do con để cha phải chịu khổ, bọn súc vật này, nhân lúc con không có ở nhà lại ngược đãi cha ra nông nỗi này đây. Nghe tiếng Cố Thụy Long, Cố Tùng giật mình, ông lấy tay che mặt ngồi phịch xuống đất, chui đầu vào dưới giường còn chân ở bên ngoài, chưa kể quần của ông ta cũng đã ướt rồi. Cố Thụy Long vào nhà, gượng cười, chao ôi, mọi người đều ở đây cả à. Bọn nhãi danh này, thừa lúc con không có ở nhà đã đối đãi tệ với cha như vậy, con nhất định chỉnh đốn bọn chúng cho đàng hoàng. Cố Thụy Long, cậu có còn là con người nữa không? Uyển Như chua chát nói. Ôi, Uyển Như, cháu nói vậy là sao đây? Cậu là cậu của cháu đó. Cố Thụy Long cãi cố, cẩn thận nhìn Giang Hải từng ly từng tí. Mặc dù dẫn theo không ít người đến cùng, nhưng Cố Thụy Long vẫn thấy sợ Giang Hải. Thấy khuôn mặt bình tĩnh của Giang Hải, ông ta nói, không biết lớn nhỏ là gì. Ông ngoại bệnh cháu ở đâu? Là cậu chăm ông đó. Công ty bận như vậy, tôi cũng không thể chăm sóc cả ngày, cái gì chút là đổ lên tôi sao? Chê tôi, vậy mang về chăm đi. Vừa nói, Cố Thụy Long vừa tỏ vẻ hiếu thuận, lại gần Cố Tùng, nào, cha, về nhà với con, về nhà con mà ở. Bên đó nhiều người hầu kẻ hạ, đủ để hầu hạ phục vụ cha. Cố Tùng càng run sợ hơn nữa, lén lút nhìn Cố Thụy Long, vẻ mặt ông lúc này hoảng sợ tột độ. Cố Thiết Huy đứng cản trước mặt ông ta, Cố Thụy Long, anh lừa được cổ phần từ tay tôi thì thôi đi, không ngờ anh đối xử với cha như vậy đấy hả? Dù sao thì cha đã để lại cho anh cả tập đoàn Cố Thị rồi cơ mà. Sắc mặt Cố Thụy Long xanh mét, tôi chỉ có 60%, toàn bộ đâu. Anh vẫn còn chê ít sao? Thiết Huy giơ tay muốn đánh Thụy Long. Cố Thụy Long chậm rãi nói, chú Tư à, bộ chú không thấy chú đang ở đâu sao? Dám thử đụng vào một sợi tóc của anh thử xem. Vừa nói, một nhóm bảo vệ từ ngoài cửa chạy vội vào, ai nấy đều xăm hình rồng hình hổ trông như là du côn. Có Giang Hải ở đây, Cố Thụy Long đâu dám tới một mình. Cố Thụy Long khẽ nói, các người tưởng giỏi lắm sao? Người của tôi còn nhiều hơn đây này. Ông ta ngoảnh sang nhìn Giang Hải, mặt mày nhăn nhó, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Còn mày, Giang Hải, không phải mày đánh nhau giỏi lắm sao? Đến đây, đánh tao đi. Con trai tao đâu, mày mang nó đi đâu rồi? Trả con của tao ra đây. Nếu như hôm nay tao nhìn không thấy Cố Nhất, thì ai cũng đừng hòng ra khỏi cánh cửa này. Giang Hải gãi đầu, đánh ông sao? Đó giờ tôi chưa từng nghe qua loại yêu cầu như thế này bao giờ, mà ông yêu cầu tôi đành chấp nhận. Bốp! Một cái tát vang dội, nửa bên mặt của Cố Thụy Long sưng vù. Ông ta bụng mặt kinh hãi nhìn Giang Hải. Hôm nay ông ta dẫn theo nhiều người có máu mặt trong giới giang hồ đến, đáng ra kẻ phải hoảng sợ và chủ động cầu xin tha thứ là Giang Hải mới đúng chứ. Một lát sau thì đầu óc mới tỉnh táo lại, Cố Thụy Long từ từ trở nên dữ tợn. Gào lên, nhào vô, đánh tàn phế thằng danh này cho tao. Một đám người ùa nhau xông tới càng nhanh, thì văng ngược lại càng nhanh hơn. Giang Hải đá một phát vào mấy người xông lên trước nhất, làm nguyên đám người phía sau cũng ngã theo, gà bay chó chạy tán loạn cả lên. Mấy tên bị Giang Hải đá văng thì phun ra một bụng máu rồi ngất xỉu đi. Cái này không phải đánh nhau, mà là giết người. Đám lưu manh kia nhìn nhau, ai còn dám đánh nữa? Bọn lưu manh không đánh. Giang Hải thừa cơ xuất chiêu. Nhanh chóng, tiếng kêu rên vang khắp cả phòng. Bên này có tên bị đánh gãy hai cánh tay, Giang Hải lạnh lùng nhìn bọn chúng, tất cả mọi người đều sợ hãi lui về phía sau. Anh chậm rãi nhìn Cố Thụy Long, lạnh lùng nói, đủ chưa?
tôi giúp bên mặt còn lại của ông cho đều hai bên, nhé. Đừng khách sáo, con người của tôi thích nhất là giúp đỡ người khác. Sắc mặt Cố Thụy Long nhăn nhó, dữ tợn. Cố Thụy Long đã tốn quá trời tiền thuê đám người này, mà Giang Hải đá một phát làm tàn phế đi một đứa, rồi những đứa khác chẳng còn dám lên nữa. Bọn mày lên đi, giết chết nó tao chịu trách nhiệm. Cố Thụy Long hét lên, nhìn thấy hai gã bảo vệ, quát, bọn mày chết hết rồi hả? Mấy tên bảo vệ hung hăng nuốt nước bọt, còn dám lên hay sao? Cho bao nhiêu tiền cũng đâu có ngu. Giang Hải cười lạnh, Cố Thụy Long, hay là hai chúng ta thỏa thuận chút đi? Thỏa thuận gì? Cố Thụy Long có một dự cảm không lành. Trước tiên mày dẫn Cố Nhất về đây, nếu tao không nhìn thấy con tao, những thứ khác miễn bàn. Thỏa thuận mà tôi nói chính là Cố Nhất đấy. Giang Hải nói, ông cảm thấy Cố Nhất đáng giá bao nhiêu tiền. Sắc mặt Cố Thụy Long thay đổi trong nháy mắt, khuôn mặt dữ tợn, Giang Hải, mày đừng có ép tao. À, tôi thích ép ông đấy, sao nào? Có phải ông lại muốn cầu xin tôi đánh ông nữa không? Giang Hải lấy điện thoại ra, gọi liền, đưa Cố Nhất tới cho tôi, nhớ đừng thiếu chân thiếu tay hay thiếu bộ phận nào đấy. Mày, cuối cùng mày muốn làm gì? Giang Hải nhe răng cười, tôi cảm thấy ông không xứng có được tập đoàn Cố Thị, thế nào? Có muốn dùng cổ phần của tập đoàn Cố Thị đổi lấy một cái mạng chó của Cố Nhất không? Cố Thụy Long cười nhạo, nếu tao không đồng ý thì sao? Mày dám ra tay với Cố Nhất sao? Không có gì là tôi không dám. Giang Hải lắc đầu, lại gọi điện thoại, không cần chờ tới nữa. Nếu như 5 phút sau tôi không gọi điện, thì cứ việc tìm mảnh đất nào phong thủy tốt một xíu rồi chôn nó đi. Nói xong, anh khoanh tay, hào hứng nhìn Cố Thụy Long. Ông ta không dám nghi ngờ lời Giang Hải nói, nhưng nếu như dùng cổ phần tập đoàn Cố Thị để đổi, Cố Thụy Long sẽ phải ra đi với hai bàn tay trắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Thụy Long cũng không thể hiểu nổi Giang Hải nghĩ gì. Trong khoảng thời gian này, những chuyện của Cố gia đều có mặt anh ta cả. Còn 4 phút, 3 phút, trán Cố Thụy Long toát mồ hôi hột, Giang Hải chính là tên điên, cái gì cũng có thể làm ra được. Uyển Như cũng căng thẳng nhìn Giang Hải, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngoảnh mặt ngó qua một bên. Cố Nhất lừa gạt cô có thể là bị Cố Hiển lừa. Còn Cố Thụy Long thì sao đây? Đối xử như vậy với chính cha ruột của mình, quả thực không thể tha thứ. 2 phút. Thả Cố Nhất ra, tôi cho cậu 10% cổ phần. 10%, Giang Hải làm ra vẻ đang lưỡng lự, lập tức gật đầu, giữ lại cánh tay cậu ta làm kỷ niệm cũng được, để tôi gọi mang về đây nhé. Không, đừng, Cố Thụy Long vội la lên, Cố Nhất là con trai độc nhất của ông ta. Không cần con nữa hả? Cần, cần. 35% được hay không? Khuôn mặt Giang Hải lạnh lùng, hỏi, được, vậy tôi chặt hai. Nhất định phải là toàn bộ. Cố Thụy Long lại nhìn những tên lưu manh tàn phế kia, cái thằng Giang Hải này, đúng là vô pháp vô thiên rồi. Trước khi đến, Cố Thụy Long nghĩ rất đơn giản, khống chế Giang Hải, ép buộc anh giao ra Cố Nhất. Thật thể ngờ, bản thân lại thuê phải cả một bọn vô tích sự như thế, nhiều người như vậy mà không một ai dám đánh Giang Hải. Cũng không ngờ Giang Hải lại có thể đánh giỏi như vậy. Vậy ông cảm thấy tôi muốn bao nhiêu? Cố Thụy Long dần dần rũ mắt xuống, mặt xám như tro, lảo đảo bước lui về phía sau, cười khổ, Giang Hải, cậu điên rồi, mới vài ngày mà tập đoàn Cố Thị đã rơi vào tay cậu rồi. Sai rồi, tôi không có hứng thú gì với tập đoàn Cố Thị. Giang Hải nói, tôi sẽ giao cho Cố Thiết Huy. Tất cả mọi người đồng loạt sửng sốt. Thiết Huy vẻ mặt ngơ ngác nhìn Giang Hải, khó có thể tin được. Tôi ư... Cố Thiết Huy bản tính vốn không tệ, ít nhất đối với Cố Tùng trong lòng còn có sự hiếu thảo. Giang Hải nói, cổ phần của tập đoàn Cố Thị sẽ được sáp nhập với tập đoàn Uyển Như, từ giờ do Cố Thiết Huy quản lý. Được chia một nửa lợi nhuận. Anh nói với Vân Lệ, mẹ cảm thấy như vậy được không? Vân Lệ luôn không có chính kiến, khóc váng đầu chóng mặt, gật đầu lung tung. Cố Tùng bị Cố Thụy Long ngược đãi thành như thế, bà rất giận. Nghiêm túc mà nói. Tập đoàn Uyển Như là của Giang Hải cả. Nên đối với việc này Uyển Như cũng không có ý kiến gì. Cố Tùng bị Cố Thụy Long đánh đến phát điên, tất cả mọi người gặp Thụy Long cũng muốn đánh lại ông ta như thế, duy chỉ có tin tưởng Thiết Huy, để Thiết Huy chăm sóc Cố Tùng cũng thỏa đáng. Nhưng quyết định này Vân Lệ lại không đồng ý. Cuối cùng, đưa Cố Tùng vào sống tại viện dưỡng lão mới được xây ở phía đông thành phố, tập đoàn Cố Thị cố ý bố trí thị chăm sóc đặc biệt cho ông. Như vậy, Vân Lệ có muốn đến chăm sóc cũng thuận tiện hơn rất nhiều,
cũng không cần đi tới chỗ ở nhỏ xíu chật chội của Thiết Huy. Hôm sau, Giang Hải gặp lại Cố Tùng, lúc này ông đã được sửa soạn sạch sẽ, nhưng vẫn là gặp người nào cũng sợ. Nhất là lúc thấy Giang Hải, như là thấy ôn thần. Giang Hải để lại cho Cố Tùng ấn tượng quá sâu sắc. Đến nay, người thân chính là điểm yếu của Giang Hải. Đây là một loại tình cảm khó mà dứt bỏ được. Bởi vì Giang Hải 9 tuổi đã là cô nhi, có người thân gần như là một hy vọng xa vời. Bất luận kẻ nào, dám làm hại đến người thân của anh, Giang Hải sẽ không nương tay. Bây giờ, Uyển Như là người mà Giang Hải yêu nhất, coi như bảo vật. Cố Vân Lệ là mẹ vợ, cũng không khác gì mẹ ruột của Giang Hải. Người nào động vào họ, dù là phải khiến cho họ không vui, Giang Hải cũng sẽ không nương tay. Nắm được tất cả cổ phần tập đoàn Cố Thị, hết thảy thủ tục chuyển nhượng đều được tiến hành thỏa đáng. Tất cả đều kết thúc, Cố Thụy Long mất đi quyền sở hữu cổ phần. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng kết cục này chính là kết cục quá có hậu cho Cố Thụy Long, nhưng không, Giang Hải lại nở nụ cười. Đêm nay, màn đêm tối như mực, làn gió thổi lồng lộng, cũng là một đêm giết người. Con dao nhỏ trong tay Giang Hải phản chiếu những tia sáng sắc bén đến chết người. Không hề báo trước, chiếc dao kia đã đâm vào lồng ngực C của Cố Thụy Long. Máu tươi ào ạt chảy ra, khiến cho người đi cùng anh là Tần Hiên cũng phải run rẩy. Nắm trong tay tập đoàn Cố Thị, Giang Hải lại giết chết một kẻ tay trắng như Cố Thụy Long. Dù sao thì Cố Thụy Long cũng là cậu ruột của Uyển Như. Thật quá độc ác, uy hiếp khủng hoảng tinh thần, lại còn lấy mạng người ta. Không ai có thể lường được, Giang Hải lại ra tay tàn ác như vậy. Tại sao lại giết tôi? Cố Thụy Long đau đớn run rẩy thì thầm nói, máu càng chảy ra thì toàn thân càng lạnh toát. Giang Hải híp mắt, nhoẻn miệng cười. Nụ cười này, toát lên vẻ đẹp đến mê người. Bởi vì Giang Hải chợt nghĩ đến 5 năm trước, trên một chiếc thuyền nhập cư trái phép, anh và Uyển Như gặp nhau lần đầu tiên. Giang Hải áp sát mặt mình vào gần tai của Cố Thụy Long, anh nói nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe, 5 năm trước, Uyển Như bị bắt cóc. Là ông bắt cóc Uyển Như đúng không? Thế thì bây giờ, ông có còn cảm thấy mình chết oan uổng nữa không? Con dao chợt đâm sâu hơn nữa, đâm thẳng vào trái tim nằm sâu trong lồng ngực kia. Cố Thụy Long, ông có thể nói cho tôi biết tại sao không? Tại sao ông nỡ đối xử như vậy với Uyển Như, tại sao anh nỡ bán người ta đến một vùng đất xa lạ, hơn nữa, người ấy còn là cháu gái ruột của ông nữa? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 50.